Xin chào cả nhà mình nha, xin chào cả nhà mình. Kiểm tra tôi cái chưa có chưa cả. Đột nhập kho hàng giữa đêm khuya thanh vắng. Xin chào cô chú anh chị và cả nhà mình đang coi livestream của Thanh Hằng và Thanh Hà. Hôm nay lại xuống đột nhập kho hàng cả nhà mình ạ. Lại xuống kho hàng để đột nhập kho hàng cho cả nhà mình thấy là đang đóng hàng và ngày hôm nay đã nổ rất là nhiều đơn cả nhà mình ạ. Nổ rất là nhiều đơn, đưa cho tôi cái điện thoại bà ơi. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, mình có thể nghe rõ, nhìn rõ thì mình có thể cho Hằng xin số 1 được không ạ? Nếu như cô chú anh chị nhà mình nghe rõ, nhìn rõ Hằng Hà thì cô chú anh chị nhà mình có thể cho Hằng xin số 1 được không ạ? Cô chú anh chị nhà mình nghe rõ và nhìn rõ Thanh Hằng Thanh Hà, mình cho Hằng xin số 1 được không ạ? Xin chào chị Cẩm Tú nhé. Xin chào chị Cẩm Tú, xin chào Linh Thùy. Xin chào Cẩm Tú, xin chào Linh Thùy, chào chị Huyền, chào chị Mai Hương ạ. Vâng, chào chị Mai Hương nha, em chào chị Mai Hương ạ. Em chào chị Mai Hương nha. À, anh Lâm, số 3 là sao ạ? Em chào anh Lâm nha, em chào anh Lâm, em chào cô chú anh chị nhà mình ạ. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, mình nghe rõ và nhìn rõ thì cho em xin số 1 được không ạ? Nếu như mình nghe rõ và nhìn rõ cho em Hằng xin số 1 cô chú anh chị nhà mình nhé. Chị Nguyễn Thảo xinh quá, cảm ơn chị Nguyễn Thảo ạ. Cảm ơn chị An Đỗ Thị. Vâng, xinh quá, dạ em cảm ơn ạ. Anh Lương Đông, dạ em cảm ơn chị anh Lương Đông nhá. Cô chú anh chị nhà mình ơi, mình có nghe rõ và nhìn rõ thì cho em Hằng xin số 1 ạ. Đấy, cô chú anh chị nhà mình thấy là kinh doanh nó cũng khá là sung sướng. Bởi vì khi cô chú anh chị nhà mình đi ngủ, bắt đầu là Hằng Hà mới bắt đầu làm việc đấy. Ngày thì livestream, còn tối, buổi tối thì mình phải đóng hàng. Buổi tối thì đóng hàng bởi vì mấy hôm nay là nhân viên nhà hàng đang nghỉ. Đó, nhân viên nhà hàng nghỉ, chính vì vậy mà hai chị em phải tranh thủ đóng hàng đêm khuya. Đó, cả nhà mình ạ, đột nhập kho hàng giữa đêm khuya. Và cả nhà mình ơi, hôm nay nếu như mình đặt hàng trong ngày hôm nay thì cô chú anh chị nhà mình sẽ được ưu đãi nhé. Mình sẽ được ưu đãi cô chú anh chị nhà mình nha. Nếu như cô chú anh chị nhà mình đặt hàng trong hôm nay thì cô chú anh chị nhà mình sẽ được ưu đãi. Cái thứ nhất là mình sẽ được miễn phí ship. Mình sẽ được miễn phí ship rất nhiều thứ và mình sẽ được mua một tặng một rất là nhiều thứ cô chú anh chị nhà mình nhé. À, chào chị Phạm Thu, chào anh Khánh Hoàng, chị Khánh Hoàng ạ. À, anh Lương Đông, chị Nhi Yến Nhi. Vâng. Vâng cô chú anh chị mình, nếu mà nghe rõ nhìn rõ cho Hằng xin số 1 nhé. Nghe rõ nhìn rõ cho Hằng xin số 1 ạ. Vâng. Cô chú anh chị nhà mình ơi, cô chú anh chị nhà mình có ai mà kinh doanh giống như Hằng không ạ? Ngày thì livestream bán hàng này, ngày tiếp khách này, ngày thì đi hát này, và buổi tối thì là đóng hàng. Ngã lưng trên đống hàng. Tình yêu em có cho anh. Vâng, nếu mà nghe rõ nhìn rõ thì cô chú anh chị nhà mình cho Hằng xin số 1 nha. Vâng. Cô chú anh chị cho Hằng xin số 1 hoặc có thể chia sẻ livestream này giúp Hằng Hà nha cô chú anh chị nhà mình ơi. Công việc đóng hàng đó là một công việc rất là hạnh phúc. Bình thường cô chú anh chị nhà mình chỉ thấy Hằng Hà là xinh đẹp ở trên truyền hình đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì cô chú anh chị nhà mình sẽ nhìn thấy là công việc của Hằng Hà. Xin chào Trần Thắm nha. Mình sẽ nhìn thấy công việc của Hằng Hà, ngoài cái công việc đi hát, ngoài những lúc xinh đẹp ra, cô chú anh chị nhà mình sẽ nhìn thấy là công việc của Hằng Hà là phải đóng hàng mỗi tối. Phải đóng hàng mỗi tối. Nhà hàng thì có hai nhân viên chính thì ngày hôm nay là một nhân viên đã về rồi thì bây giờ giờ này là thường là nhân viên sẽ nghỉ, họ chỉ check đơn hàng thôi. À, xin chào chị Trần Trang. Vâng, anh Trần Trang, em chào anh Trần Trang. Đó, và cả nhà mình sẽ nhìn thấy là hôm nay thì Thanh Hà sẽ đột nhập kho hàng để đóng hàng giữa đêm khuya. À, xin chào chị Nguyễn Kình Quỳnh Chi. Chào hai chị em, rất hâm mộ hai chị em hát. Dạ em cảm ơn chị Quỳnh Chi nhé. Vâng, cô chú anh chị nhà mình có nhìn rõ và thấy rõ thì cho Hằng xin số 1 nhé. Nhìn rõ, thấy rõ thì cho Hằng xin số 1 ạ. Vâng. Nhìn rõ và thấy rõ Thanh Hằng Thanh Hà đang ngồi đây để livestream nói chuyện với cô chú anh chị nhà mình thì cho Hằng xin số 1 cô chú anh chị nhà mình nhé. Bình thường thì thấy Hằng Hà là mặc đồ rất là đẹp, lung linh lồng lộn đúng không? Rất là cô chú anh chị nhà mình nhìn thấy Thanh Hằng Thanh Hà rất là lung linh lồng lộn, nhưng mà ngày hôm nay thì là đóng hàng. Đóng hàng cho cô chú anh chị nhà mình để ngày mai gửi đi, và đây hàng đã được đóng rồi đây. Hàng đã được đóng rất là nhiều ạ, và trên mỗi một gói hàng, Hằng có để lời cảm ơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Có để lời cảm ơn cô chú anh chị nhà mình ở đây, nếu như gặp bất kỳ vấn đề gì
trong quá trình mà trải hay là trong quá trình mà dùng sản phẩm thì mình có thể gọi cho Hằng nhé. Hằng có ghi sẵn số điện thoại hotline ở trên đây, thì cô chú anh chị nhà mình có thể là gọi ở trên cái món hàng này nhé. Ở trên mỗi một đơn hàng đều có. Cô chú anh chị nhà mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy nhé. Chị Nguyễn Quỳnh Chi, hai chị em bán những sản phẩm gì? Chị Thanh Cao Xuân, chào hai chị em quá xinh. Dạ em chào anh Thanh Cao Xuân nhé. Chị Quỳnh Chi ơi, nhà em thì bán mỹ phẩm thiên nhiên chị ạ. Nhà em bán mỹ phẩm thiên nhiên và bây giờ thì cho phép em xin một vài phút giới thiệu về sản phẩm nhà em nhé. Nhà em thì gồm bán này, dầu gội ngăn ngừa dụng dầu gội này. Em chào anh Hà Đinh nhé. Nhà em bán dầu gội này, bộ trang điểm này, mỹ phẩm thiên nhiên này, dầu gội này, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng da. Dạ em chào chị Hồi Đinh nhé. Em chào chị Nguyễn Phượng, hai chị em dễ thương quá. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Phượng. Cô chú anh chị nhà mình ơi, nhà em thì bán rất là nhiều thứ. Thì cái sản phẩm đầu tiên mà em giới thiệu với cô chú anh chị nhà mình nhé, đó chính là một sản phẩm phấn nước ạ. Một sản phẩm phấn nước cô chú anh chị nhà mình nhé. Một sản phẩm phấn nước mà rất nhiều cô chú anh chị nhà mình cường thường hỏi Hằng Hà là em đi diễn thế em sử dụng mỹ phẩm gì. Thì đây chính là cái sản phẩm mỹ phẩm mà sản phẩm nước mà em Hằng hay dùng nhé. Phấn nước này em Hằng cũng đang dùng luôn. Và điểm mạnh của em phấn nước là che phủ được mờ, nám, sạm, tàn nhang, kèm dầu, lâu trôi, mỏng, mịn và rất là căng bóng. Em này thì vừa dưỡng da vừa chống nắng, thay thế được 5 bước kem dưỡng, kem lót, kem nền, kem trang điểm và kem chống nắng luôn. Và em này đặc biệt nó không có chì cô chú anh chị mình nhé. Đặc biệt em phấn nước này nó không có chì và được chiết xuất từ thiên nhiên, dùng được cả cho mẹ bầu và mẹ bỉm sữa cô chú anh chị nhà mình nhé. Và giá của nó thì có giá là 420.000. Nhưng ngày hôm nay cô chú anh chị nhà mình đặt hàng, em Hằng giảm giá và miễn phí ship chỉ còn có là 350.000 thôi ạ. 350.000 và em Hằng miễn phí ship luôn cô chú anh chị nhà mình nhé. Em cảm ơn chị Nguyễn Phượng nhé. Và tặng thêm cho cô chú anh chị nhà mình đó chính là một gói phấn nước. Mua một em phấn nước Hằng sẽ tặng gói phấn nước cô chú anh chị nhà mình nhé. Phấn nước che phủ được mờ, nám, sạm, tàn nhang, kèm dầu, lâu trôi, mỏng, mịn, cực kỳ siêu căng bóng luôn. Vừa dưỡng da vừa chống nắng, thay thế được 5 bước. Kem dưỡng, kem lót, kem nền, kem trang điểm và kem chống nắng luôn cô chú anh chị nhà mình ạ. Kem dưỡng, kem lót, kem nền, kem trang điểm và kem chống nắng ở trong cùng một cái sản phẩm này. Và em này thì vừa dưỡng da vừa chống nắng và dùng được cả cho mẹ bầu và mẹ bỉm sữa. Với một tem phiếu bảo hành cam kết là sản phẩm nhà em không có những chất cấm của Bộ Y tế quy định. Và đặc biệt không có chì, thủy ngân, axen và những chất cấm do Bộ Y tế quy định nhé. Xinh đẹp nồng nộn chứ không gọi là nồng nộ. Dạ cảm ơn ạ, em cảm ơn anh Trần Trang nhé. Anh Trang ơi, hôm nay anh có ủng hộ em sản phẩm gì không? Em cảm ơn chị Nguyễn Phượng, em cảm ơn chị Thuận Trần. Vâng, cô chú anh chị nhà mình có hai cách để đặt hàng. Cách thứ nhất, xin chào chị Ngọc Châu nhé. Có hai cách đặt hàng cô chú anh chị nhà mình. Cách thứ nhất là mình có thể để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. Tìm cho tôi cái số điện thoại cả. 0901917886 là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn. Và điểm mạnh của em phấn nước là che phủ được mờ, nám, sạm, tàn nhang, kèm dầu, lâu trôi, mỏng, mịn, siêu căng bóng, vừa dưỡng da vừa chống nắng và thay thế được 5 bước, kem dưỡng, kem lót, kem nền, kem trang điểm và kem chống nắng luôn. Đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn. Bà để cái đấy và che hết cả hàng họ nhà tôi bà ạ. Hai chị em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ Thanh Hằng, Thanh Hà năm nay vừa tròn 80 tuổi hai người nhé. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, em cảm ơn chị Trần Thị Ái Vân. Cảm ơn Trần Thị Ái Vân nhé. Điểm mạnh của em phấn nước này đó chính là che phủ được mờ, nám, sạm, tàn nhang, kèm dầu, lâu trôi, mỏng, mịn, cực kỳ căng bóng, thay thế được 5 bước kem dưỡng, kem lót, kem nền, kem trang điểm và kem chống nắng luôn. Em này thì có giá là 350.000 một hộp. Và hôm nay cô chú anh chị đặt một hộp phấn nước, Hằng sẽ tặng cho cô chú anh chị là một gói phấn nước nhé. Và hoàn toàn miễn phí ship, hoàn toàn miễn phí ship. Cô chú anh chị đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn. Chị Trần Mai, em chào chị Trần Mai nhé. Chị Trần Mai quan tâm sản phẩm gì bên em ạ? Vâng, cô chú anh chị nhà mình muốn mua sản phẩm gì á, mình có thể để bên dưới bình luận nhé. Để tên cái sản phẩm bên dưới bình luận, mình có thể hỏi là em ơi có kem dưỡng da không? Em ơi có kem chống nắng không? Hoặc là em ơi có sản phẩm gì không á? Thì Hằng sẽ lên cho nó nhanh nhé, bởi vì nhà Hằng rất là nhiều hàng. Nhà Hằng nhiều hàng lắm cô
chú anh chị nhà mình ạ, hàng bán gì cái gì cũng có luôn đó. Và cách đặt hàng thì cô chú anh chị nhà mình có thể để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. Cảm ơn nha, em chào chị Bình Yên hạnh phúc nhé. Em chào chị Bình Yên hạnh phúc. Phấn nước che phủ mờ nám sạm tàn nha. À, mình là người Bắc, từ ngữ hay nhầm đó em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh Trang nhé. Cô chú anh chị nhà mình ơi, mình đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn. Phấn nước bên em có giá là 350.000 một hộp nhé. Phấn nước bên em có giá là 350.000 một hộp. Cô chú anh chị đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn. Và đặc biệt trong ngày hôm nay tại cái buổi livestream này, cô chú anh chị nhà mình sẽ được tặng thêm một gói phấn nước khi mua hộp phấn nước này nhé. Điểm mạnh của phấn nước là che phủ được mờ nám, sạm, tàn nhang, kèm dầu lâu trôi mỏng mịn và cực kỳ căng bóng, vừa dưỡng da vừa chống nắng và chú anh chị mình nhé. Thay thế được 5 bước là kem dưỡng, kem lót, kem nền, kem trang điểm và kem chống nắng luôn. Giá của em này thì có giá là 350.000 một hộp và giá gốc là 420.000 cô chú anh chị nhà mình nhé. Em này không có chì, cam kết không có chì này, không có thủy ngân này, không có axen và những chất cấm do Bộ Y tế quy định ở trong sản phẩm này. Và đặt hàng mình có thể bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn cô chú anh chị mình nhé. Điểm mạnh của em phấn nước là thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Thiết kế cực kỳ đẹp, nó che phủ được mờ nám, sạm, tàn nhang, kèm dầu lâu trôi, mỏng mịn, căng bóng, vừa dưỡng da vừa chống nắng. Thay thế được 5 bước kem dưỡng, kem lót, kem nền, kem trang điểm, kem chống nắng luôn. Cô chú anh chị nhà mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. 0901917886 là có đơn nhé cô chú anh chị nhà mình nhé. Phần nước là 350.000 cô chú anh chị nhà mình nhé. Vâng, cô chú anh chị nhà mình đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Vâng ạ, chị Hồng Chi cho chị một hộp. Chị Hồng Chi kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Hồng Chi một hộp kiểm tra tin nhắn giúp em ạ. Vâng ạ, chị Hồng Chi một hộp kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Hồng Chi ơi, chị kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Cô chú anh chị nhà mình ơi, mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Một hộp phấn nước là 350.000, em miễn phí ship và tặng thêm đó chính là một gói phấn nước nhé. Em tặng thêm đó chính là một gói phấn nước ạ. Vâng. À, chị Nguyễn Hiền. Chị Nguyễn Hiền một hộp phấn nước kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Nguyễn Hiền một hộp phấn nước kiểm tra tin nhắn giúp em ạ. Vâng ạ. À, chị Thủy Nguyễn một hộp phấn nước kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị chào Huyền Trang nhé. Chị Thủy Nguyễn ạ, chị gì đây? Chị Thúy Dũng nhá. Chị Thúy Dũng ạ, chị có cái nick tên là Thúy Dũng một hộp phấn nước kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Thúy Dũng ạ, chị Thúy Dũng một phấn nước kiểm tra tin nhắn giúp em nhé chị Thúy nhá. Vâng ạ. Chị Thúy kiểm tra tin nhắn giúp em nhé chị Thúy nhá. À, chị Hạnh ạ. Chị Trần Hạnh một hộp phấn nước kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Trần Hạnh một hộp phấn nước kiểm tra tin nhắn giúp em ạ. À, chị Ngọc Hiền một hộp phấn nước kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Vâng ạ, một hộp phấn nước bên em thì có giá là 350.000 một hộp nhé. Và hôm nay khi cô chú anh chị đặt một hộp phấn nước thì em Hằng sẽ tặng một gói phấn nước cô chú anh chị nhà mình nhé. Đặt một hộp phấn nước thì em Hằng sẽ tặng một gói phấn nước. Điểm mạnh của em phấn nước là che phủ được mờ nám, sạm, tàn nhang, kèm dầu lâu trôi, mỏng mịn và rất là căng bóng. Em này thì vừa dưỡng da vừa chống nắng và thay thế được 5 bước kem dưỡng, kem lót, kem nền, kem trang điểm và kem chống nắng luôn. Cô chú anh chị nhà mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Để lại số điện thoại bên dưới là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Và bây giờ thì em Hằng sang một sản phẩm tiếp theo nhé. Sang một sản phẩm tiếp theo ạ, dành cho cô chú anh chị nhà mình thích trang điểm và muốn mua một bộ trang điểm nhưng mà chưa biết bắt đầu mua như thế nào. Thì trên tay em Hằng đang cầm đó chính là một bộ set trang điểm nhé. Một bộ set trang điểm này thì nó có 7 món. Một hộp phấn nước này, một hộp phấn phủ này, một hộp phấn màu nhé. Một hộp phấn màu vừa đánh mắt vừa đánh má nhé. Vừa đánh mắt vừa đánh má hồng đó. Và thêm nữa là hai cây son, một cây kem che khuyết điểm và một cây mascara hay còn gọi là cây chút mi. Đó. Và cái set này thì có giá là 1.450.000. Nhưng hôm nay tại thời điểm livestream này cô chú anh chị nhà mình được mua với giá vô cùng ưu đãi, chỉ còn có giá là 999.000 thôi ạ.
999.000 cô chú anh chị nhà mình nhé. Điểm mạnh của em phấn nước là che phủ mờ nám sạm tàn nhang, kèm dầu lâu trôi mỏng mịn và rất là căng bóng, vừa dưỡng da vừa chống nắng, thay thế được 5 bước kem dưỡng, kem lót, kem nền, kem trang điểm và kem chống nắng luôn. Và bộ set này thì có giá là 1.450.000, nhưng hôm nay cô chú anh chị nhà mình sẽ được mua với giá là 999.000. 999.000 thêm nữa Hằng sẽ tặng cô chú anh chị nhà mình thêm là một gói phấn nước nhé. Tặng thêm một gói phấn nước này, một cây chì này, tặng thêm một cây chì này, và tặng thêm nữa là một chai nước hoa. Tặng thêm cô chú anh chị nhà mình một chai nước hoa nhé. Hằng tặng thêm một chai nước hoa xịt cực kỳ thơm cô chú anh chị nhà mình nhé. Thơm lắm luôn đấy. Xịt rất là thơm luôn, Hằng bảo đảm rất là thơm. Chai nước hoa này có trị giá là 350.000 nhé. Còn cái gói phấn nước này trị giá là 120.000. Một cây chì quà tặng nữa trị giá là 65.000. Mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới, hoặc mình gọi vào số máy 0901917886 là có đơn. Điểm mạnh của em phấn nước là che phủ được mờ nám sạm tàn nhang, kèm dầu lâu trôi mỏng mịn rất là căng bóng, vừa dưỡng da vừa chống nắng, thay thế được 5 bước kem dưỡng, kem lót, kem nền, kem trang điểm, kem chống nắng luôn. Và bộ set này thì em Hằng có giá là, nhà em Hằng tại thời điểm này nhà em Hằng có giá là 1.450.000, nhưng mà buổi livestream này cô chú anh chị nhà mình sẽ được mua với giá cực kỳ ưu đãi, chỉ còn có giá là 999.000. Thêm nữa cô chú anh chị nhà mình sẽ được tặng 3 món quà. Món thứ nhất đó chính là một gói phấn nước này, khi mà mình dùng hết ở cái hộp này nhé. Khi mà dùng hết ở cái hộp này cô chú anh chị nhà mình mở cái hộp phấn ra, mình lật cái này lên và mình cắt, mình đổ nó vào đây để mình dùng tiếp cô chú anh chị nhà mình nhé. Mình tiết kiệm được 120.000. Đó là em phấn nước này. Thêm nữa Hằng sẽ tặng cô chú anh chị nhà mình. Hằng thấy ở đây là một cái bộ set này mà nó thiếu mất một cây chì. Chính vì vậy mà Hằng sẽ tặng cô chú anh chị nhà mình một cây chì nhé. Hằng sẽ tặng cô chú anh chị nhà mình một cây chì. Đó, tặng một cây chì nhé. Một cây chì trị giá 65.000. Và thêm nữa là Hằng sẽ tặng một chai nước hoa. Một chai nước hoa có dung tích 10ml, dùng được rất là lâu nhé. Một chai nước hoa nhé, xịn sò nha cô chú anh chị nhà mình nhé. Rất là xịn sò luôn. Và giá của nó vô cùng ưu đãi là 1.450.000. Nhưng tại buổi livestream này cô chú anh chị nhà mình được mua giá ưu đãi, chỉ còn có giá là 999.000. 999.000 nha cô chú anh chị nhà mình nhé. 999.000 được 10 món, tính ra mỗi món chỉ có 99.000 thôi. Đó, và cái set trang điểm này thì rất tốt dành cho những cô chú anh chị nhà mình muốn trang điểm, muốn học trang điểm, muốn đẹp mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Đó, muốn đẹp mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì em set trang điểm này nó chính là một lựa chọn cho cô chú anh chị nhà mình. Có hai cách để đặt hàng. Cách thứ nhất cô chú anh chị nhà mình để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận. Cách thứ hai mình gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. 0901917886 là có đơn. 0901917886 là có đơn nhé. Chị Hoa Lê cho chị một set nhá. Chị Trần Nguyệt cho chị một set. Chị Hồng Huệ cho chị một set. Vâng ạ, các chị đã có tên em đọc á, các chị kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Huệ, chị Hoa, chị Hồng nhé. Chị Huệ, chị Hoa, chị Hồng, chị Trần Hường. Chị Trần Hường một set nữa nhé. Các chị đặt hàng bằng cách là kiểm tra lại tin nhắn giúp em nhé. Mình đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại cho em, hoặc gọi vào số máy 0901917886 cho em là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Vâng ạ, có miễn phí ship không em? Dạ em miễn phí ship chị Trần Lạc nhé. Chị Trần Lạc ơi, em miễn phí ship nhé. Chị Trần Lạc, em miễn phí ship cho mình nhé. Em miễn phí ship cho mình toàn quốc. Chị được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán nhé. Chị được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán ạ. Em miễn phí ship toàn quốc nhé. Các chị mình ơi, mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Cứ để lại số điện thoại bên dưới là có đơn. Chị Trần Lạc kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Trần Lạc nhé. Chị Phương Thủy một set kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Phương Thủy một set kiểm tra tin nhắn giúp em ạ. Chị Phương Thủy ạ. Chị Võ Xuân một set kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Võ Xuân ạ. Chị Nhã Phương một set kiểm tra tin nhắn giúp em. Vâng các chị mình ơi, các chị mình ơi, cái set này có giá là 1.450.000, nhưng hôm nay tại cái buổi livestream này em Hằng giảm giá còn đúng 999.000 nhé. Và hơn thế nữa, em Hằng sẽ tặng cho mình 3 món quà. Món thứ nhất đó là một gói phấn nước, và cái món thứ hai một cây chì, và món thứ ba là một chai nước hoa. Cô chú anh chị nhà mình sẽ nhận được mua một và thành 3 nhé. À, có lấy anh không Hằng ơi, anh Nguyễn Quốc Hoàn? Em không anh nhá. Em không ạ, bởi vì em chưa biết anh là ai. Hỏi câu rõ là hỏi cái gì, hỏi giá đi.
ai lại vừa vào cái chả chào nhau gì, chào mỗi câu có lấy anh không. Anh chào câu này nè, hỏi câu này là không phải một mình em đâu, và rất nhiều người khác họ sẽ trả lời đúng như vậy anh nha. Vâng, cách đặt hàng cô chú anh chị nhà mình có thể để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. 0901917886 là có đơn. Cách đặt hàng vô cùng đơn giản, cô chú anh chị nhà mình chỉ cần gọi vào số máy 0901917886 là có đơn, hoặc 09 à, hoặc mình để lại số điện thoại bên dưới nhé, hoặc mình có thể để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Vâng ạ, các chị ơi, các chị mình đã đặt hàng, cô chú anh chị nhà mình đã đặt hàng rồi thì mình kiểm tra tin nhắn giúp em nhá. Cô chú anh chị nhà mình đặt hàng rồi thì kiểm tra tin nhắn giúp em nhá. Và nếu như cô chú anh chị nhà mình cần sản phẩm gì hoặc cần tư vấn gì hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, mình cũng có thể đặt ở dưới bình luận nhá. Không cứ là mình phải mua sản phẩm đâu ạ. Mình có câu hỏi bất kỳ nào mình cũng có thể hỏi được nhá. Đó, còn nếu như mua hàng thì mình cứ hỏi cái sản phẩm gì, mạnh dạn lên cô chú anh chị nhà mình nhá. Mạnh dạn lên ạ. Vâng ạ, chị Lý Phùng ạ, chị Lý Phùng cho chị một set nhé. Dạ vâng, chị Lý Phùng kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Lý hay chị Ly, em cũng chả biết là không có dấu, em đọc lại là chị Lý đi nhé. Chị Lý hay chị Ly ạ, hay là chị Ly Phùng đúng không ạ? Chị Ly Phùng một set trang điểm 7 món. Chị Ly Phùng một set trang điểm 7 món kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Thi Nguyễn ạ. Chị Thi Nguyễn một set kiểm tra tin nhắn giúp em hộ em nhé, chị Thi Nguyễn nhé. Chị Nguyễn Tươi một set kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Thi Nguyễn một set kiểm tra tin nhắn giúp em ạ. Chị Nguyễn Tươi một set kiểm tra tin nhắn giúp em, cô chú anh chị nhà mình nhé. Mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, mình có thể để lại số điện thoại bên dưới nhé. Mình bất kỳ một món hàng nào cô chú anh chị nhà mình cần thì mình có thể để lại số điện thoại bên dưới là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Cháu ơi còn phủ bạc không ạ? Vâng, phủ bạc ạ. Vâng ạ, cô Hương ơi, cô chờ con một xíu nhé. Cô chú anh chị nhà mình đặt hàng rồi, kiểm tra tin nhắn giúp Hằng nhé. Bây giờ thì Hằng sẽ sang sản phẩm dầu gội phủ bạc nhé. Đây ạ, cô Hương ơi, dầu gội phủ bạc bên con đây cô nhé. Dầu gội phủ bạc bên con thì là không sót này, không phai này, không hại da đầu này, an toàn lành tính với mái tóc người già, mẹ bầu, phụ nữ sau sinh đều dùng được. Sản phẩm này thì có giá là 320.000 một chai và con miễn phí ship cho mình cô Hương nhé. Dầu gội phủ bạc bên con là 320.000 một chai cô Hương nhé. 320.000 con miễn phí ship toàn quốc cho mình. Cô nhận được hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán. Và điểm mạnh của em dầu gội phủ bạc đó chính là làm đen cho những mái tóc của cô chú anh chị nhà mình. Làm đen cho mái tóc của cô chú anh chị nhà mình, từ tóc đen từ tóc trắng này, tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng, muốn có một mái tóc đen bóng mềm mượt thì mình cứ em dầu gội này mà mình trải nhé cô chú anh chị nhà mình nhé. Điểm mạnh của nó là không sót, không phai, không hại da đầu, không có mùi hôi của thuốc nhuộm. Em này thì có giá là 320.000 một chai và nó được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Được chiết xuất từ thiên nhiên như là quả amla, nấm linh chi, dầu sa chi, lá henna, giúp tóc suông bóng mềm mượt. Giúp tóc suông bóng mềm mượt cô chú anh chị nhà mình nhé. Và em này thì nó không những làm đen cho mái tóc của cô chú anh chị nhà mình, nó còn giúp mái tóc mình được nuôi dưỡng chắc khỏe hơn và mềm đẹp hơn cô chú anh chị nhà mình nhé, bóng mượt hơn nữa. Đó, và cách trải như thế nào bây giờ Thanh Hằng sẽ hướng dẫn cô chú anh chị nhà mình nhé. Hằng sẽ hướng dẫn cô chú anh chị nhà mình ạ. Đầu tiên khi cô chú anh chị mua về ấy, thì nó là một cái hộp như thế này nhé. Nó sẽ là một cái hộp như thế này ạ. Đó, đầu tiên khi cô chú anh chị nhà mình mua về nó sẽ là một cái hộp như thế này. Và cái bước đầu tiên cô chú anh chị nhà mình bóc ra thì ở trên đây nó có cái tem phiếu và tem chống hàng giả cô chú anh chị nhà mình nhé. Tem phiếu chống hàng giả này, tem chống hàng giả. Và khi mình bóc ra thì nó sẽ có một cái tem phiếu bảo hành kèm theo. Mỗi một đơn hàng cô chú anh chị sẽ nhận được một cái tem phiếu bảo hành kèm theo và một cái chai như thế này. Một cái chai như thế này và một cây lược cô chú anh chị nhà mình nhé. Bước đầu tiên mình sẽ ghim cây lược và giúp con nha. Đó, mình ghim cây lược và giúp con như thế này. Và sau khi mình ghim cây lược và giúp con như thế này thì cô chú anh chị nhà mình sẽ dốc cái chai xuống, mình lắc. Đó, mình lắc cái chai nha. Sau khi mình lắc cái chai xong mình quay lên đằng trên mình thấy nó có một cái chốt như thế này. Mình giấy cái chốt ra, mình lấy ngón trỏ ngón cái và mình rút cái chốt ra cô chú anh chị nhà mình nhé. Sau khi cái chốt được rút ra thì mình đưa ngón tay trỏ vào đây mình bơm lên. Sau khi mình bơm lên cô chú anh chị nhà mình sẽ thấy là cái dầu nó sẽ được bơm lên đây. Thì mình khi dầu được bơm lên đây mình sẽ chải trực tiếp lên tóc khô của mình cô chú anh chị nhà mình nhé. Mình sẽ chải trực tiếp lên tóc khô của mình. Đối với tóc của đàn ông thì sẽ chải được từ 5 đến 8 tháng. Còn đối với tóc của phụ nữ thì được khoảng chừng 3 đến 5 tháng nhé.
được khoảng 3 đến 5 tháng của chú anh chị nhà mình nhé. Và em Hằng thì cam kết mua về trải là đen, nếu không đen thì em Hằng sẽ hoàn tiền, sẽ hoàn lại tiền cho cô chú anh chị nhà mình, kèm theo một tem phiếu bảo hành trị giá 10 triệu đồng. Cam kết sản phẩm nhà hàng không có những chất cấm của Bộ Y tế quy định. Nếu có những chất cấm của Bộ Y tế quy định mà cô chú anh chị thấy đó, phát hiện ra thì mình sẽ được bồi thường 10 triệu đồng cô chú anh chị nhà mình nhé. Vâng ạ, à, cô Hương ạ, vâng, cô Trần Hương một chai về địa chỉ cũ. Vâng, cô Trần Hương kiểm tra tin nhắn giúp con nhé. Cô Trần Hương ạ, cô Trần Hương ạ, anh Lê Hải nhé. Anh Lê Hải một chai ạ, anh Lê Hải một chai về địa chỉ cũ. Vâng ạ, chị Thúy Thúy Nguyễn ạ, chị Thúy Nguyễn chứ, chị Thúy Nguyễn một chai ạ. Vâng, chị Thúy Nguyễn một chai, kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Thúy Nguyễn hay Thúy Nguyễn, bởi vì tên không có dấu cho nên em đọc đại là chị Thúy nhé. Chị Thúy hoặc là chị Thúy Nguyễn nhé. Chị Thúy Nguyễn hoặc chị Thúy Nguyễn kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Vâng ạ. Vâng ạ, chị Trần Xuân một chai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Trần Xuân cho chị một chai ạ. Vâng, chị Trần Xuân một chai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé, chị Trần Xuân nhé. Cô chú anh chị nhà mình nhận hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. 0901917886 là có đơn ạ. Vâng ạ, chị Hà Nguyễn ạ, chị Hà Nguyễn một chai ạ. Chị Hà Nguyễn một chai nhé. Vâng, chị Hà Nguyễn một chai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé, chị Hà Nguyễn ơi ạ. Chị Thanh Tâm ạ, chị Thanh Tâm. Chị Thanh Tâm một chai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé, chị Thanh Tâm ơi. Vâng. Anh Tuấn Nguyễn một chai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Anh Tuấn Nguyễn một chai ạ, cho anh một chai về địa chỉ số điện thoại. Dạ vâng ạ. Anh Tuấn Nguyễn kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Ngọc Hiền cho chị một chai. Chị Ngọc Hiền kiểm tra tin nhắn giúp em nhé, chị Ngọc Hiền nhé. Một chai dầu gội ngăn ngừa rụng tóc, à một chai dầu gội phủ bạc có giá là 320.000 cô chú anh chị nhà mình nhé. Mình có hai cách để đặt hàng. Cách thứ nhất là mình có thể để lại số điện thoại bên dưới, hoặc cô chú anh chị nhà mình có thể gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. 0901917886 là có đơn. Và quay cho tôi tí quạt cái, tôi nóng quá các bà ơi, tôi xuống kho. Xuống kho nhà hàng là không có máy lạnh cho nên là nó hơi nóng của chú anh chị nhà mình ạ. Thế ít thôi bà, ít thôi gió tóc bay tôi. Vâng, ít lưng lưng thôi. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, cô chú anh chị nhà mình đặt hàng, khi đặt hàng rồi thì mình kiểm tra tin nhắn giúp Hằng nhé. Mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới. À, chị Ngọc Hiền kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Vâng ạ, chị Ngọc Hiền ơi, một chai về địa chỉ cũ kiểm tra tin nhắn giúp em nhé, chị Ngọc Hiền nhé. Vâng ạ, cảm ơn chị Ngọc Hiền rất là nhiều ạ. Vâng, chị Ngọc Hiền này. Chị Ngọc Hiền ạ, chị Nguyễn Hà kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. À, chị Ái My. Chị Ái My một chai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé, chị Ái My nhé. Chị Ái My một chai kiểm tra tin nhắn giúp em ạ. Chị Ái My ơi, một chai có giá là 320.000, em miễn phí ship cho mình nhé. Và điểm mạnh của em dầu gội phủ bạc này ấy, điểm mạnh của em dầu gội phủ bạc này là làm đen cho những mái tóc của cô chú anh chị nhà mình bị bạc này. Tóc xanh đỏ tím vàng, muốn tìm lại một cái màu đen tự nhiên thì em này chính là một chân ái để cho cô chú anh chị nhà mình lựa chọn nhé. Em này chính là một lựa chọn cho cô chú anh chị nhà mình. Bởi vì cái thứ nhất, nó không bị sót ra đầu, nó không bị châm chích ra đầu, nó không có mùi hôi của thuốc nhuộm. Mấy quạt đấy cô, mấy quạt đấy cô, à có quạt thôi nhé, có quạt thôi. Chị Nguyễn Mười nhé, có quạt nhưng mà không có máy lạnh, em vẫn rất là nóng đó. Em này ấy, nó không bị sót ra đầu này, khi mà mình trải lên nó sẽ không gây sót ra đầu, nó không bị châm chích ra đầu và nó không có mùi hôi, mùi thối của cái thuốc nhuộm. Và sản phẩm này thì được chiết xuất từ thiên nhiên, được chiết xuất từ thiên nhiên cô chú anh chị nhà mình nhé. Được chiết xuất từ thiên nhiên, từ quả amla này, lá henna này, nấm linh chi, dầu sa chi. Nó không những làm đen cho mái tóc của mình, nó còn giúp mái tóc mình bóng mượt hơn. Đó, nó còn giúp mái tóc mình bóng mượt hơn và nó lên màu chỉ sau 9 đến 15 phút. Đó, đối với tóc của cô chú anh chị nhà mình nhá, mà khó bám màu thì mình để khoảng 30 phút. Còn đối với những cô chú anh chị dễ bám màu thì thường là khoảng 9 đến 15 phút là nó đã lên màu rồi. Và cách đặt hàng mình chỉ cần để lại số điện thoại bên dưới là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn ạ. 320.000 một chai nhé chị Thanh Hải nhé. Chị Thanh Hải ạ, chị Thanh Hải hay là anh Thanh Hải ơi. 320.000 một chai, em miễn phí ship nhé. 320.000 một chai, em miễn phí ship. Và khi cô chú anh chị mua cái dầu gội này về, cái thứ nhất mình sẽ tiết kiệm được thời gian này, tiền bạc này và chi phí nữa. Tiết kiệm được rất là nhiều thứ, bởi vì bình thường cô chú anh chị nhà mình đi ra ngoài tiệm đúng không? Hoặc là mình đi ra ngoài cửa hàng mình chải tóc thì một cái đầu á, một cái mái tóc thì mình chải mình sẽ mất khoảng chừng là
từ 150 cho đến là cả 1.000.000 đồng một cái mái tóc. Nhưng cô chú anh chị nhà mình mua cái sản phẩm này về nhé, mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Bởi vì mỗi một lần chải nó tốn khoảng vài chục ngàn thôi. Một chai này đàn ông thì sẽ chải được từ 5 đến 8 tháng. Còn tóc phụ nữ thì chải được từ 3 đến 5 tháng. Tương đương là mỗi lần mình chải có mất có vài chục ngàn đồng thôi cô chú anh chị nhà mình ạ. Mỗi lần mình chải mất khoảng vài chục ngàn đồng thôi. Đó, và mình cách đặt hàng nha cô chú anh chị nhà mình nhé. Cách đặt hàng mình bấm, mình có thể để lại số điện thoại bên dưới bình luận, hoặc là gọi vào số máy của hàng là 0901917886 là có đơn nhé. 0901917886 là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. 0901917886 là có đơn. Cách đặt hàng vô cùng đơn giản nhé. 0901917886 là có đơn, hoặc gọi vào số máy hoặc để lại bên dưới bình luận nhé. Chị Nguyễn Mười dễ thương quá, dạ em cảm ơn chị Nguyễn Mười nhé. Dầu gội của bạc la cô thật tuyệt vời lắm. Cảm ơn chị Trần Thắm nhé. Vâng ạ, cô chú anh chị nhà mình ơi, cô chú anh chị nhà mình có hai cách để đặt hàng. Cách thứ nhất là mình có thể để lại bên dưới bình luận, để lại số điện thoại bên dưới bình luận. Và cách thứ hai mình có thể gọi vào số máy của hàng là 0901917886 là có đơn nhé. 0901917886 là có đơn ạ. Cảm ơn cô chú anh chị nhà mình nhé. 0901917886 là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Đặt hàng vô cùng đơn giản ạ, và cách trải cũng vô cùng đơn giản nhé. 320.000 một chai nhé chị Trần Huyền nhé. Chị Trần Huyền ơi, 320.000 một chai em miễn phí ship nhé. Và thêm một nữa là một tem phiếu bảo hành trị giá 10.000.000 đồng. Cam kết sản phẩm nhà em không có những chất cấm do Bộ Y tế quy định, như là chì, thủy ngân, axen đó. Và sản phẩm này thì dùng được an toàn lành tính với mái tóc người già, mẹ bầu, phụ nữ sau sinh đều dùng được cô chú anh chị nhà mình nhé. Dùng an toàn đối với tóc mẹ bầu, phụ nữ sau sinh đều dùng được. Cách đặt hàng cô chú anh chị nhà mình, để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. 0901917886 là có đơn. Vâng, 0901917886 là có đơn nhé. Vâng ạ, chị Phương Thúy cho chị một chai. Vâng ạ, chị Phương Thúy kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Thanh Hương một chai kiểm tra tin nhắn giúp em ạ. Vâng, chị Lan Anh một chai kiểm tra tin nhắn giúp em ạ. Chị Nguyễn Thùy Linh một chai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Hằng Trần một chai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Hằng Trần nhé. Vâng ạ, cô chú anh chị nhà mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. 0901917886 là có đơn. Chị Bích Trần một chai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Bích Trần và những cô chú anh chị đã có số điện thoại mà Hằng vừa mới đọc tên, vui lòng kiểm tra tin nhắn giúp Hằng nhé. Cô chú anh chị nhà mình nhận được hàng, được kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé. Được kiểm tra hàng nhưng không có bóc tem. Vâng, cô chú anh chị được kiểm tra hàng thôi nhé. Được kiểm tra hàng, mình nhìn thấy cái hộp như thế này thì mình nhận giúp Hằng nhé. Nhưng mà mình sẽ không được thử nhé. Bởi vì anh shipper. Vâng. Vâng. Cô chú anh chị nhà mình khi nhận được hàng nhé, khi mà mình mua một chai nhé thì Hằng sẽ gói nó như thế này. Đó, mình sẽ gói nó như thế này. Ở ngoài có tên nhà Thanh Hằng Thanh Hà nhé. Ở ngoài có tên nhà Thanh Hằng Thanh Hà cũng như số điện thoại. Tên và số điện thoại của nhà Thanh Hằng Thanh Hà nhé. Đó, và Hằng sẽ bọc như thế này. Đó, khi cô chú anh chị đặt hàng. Chào anh Tuấn Nguyễn. Sao ngồi xa nhau vậy? Hôm nay phải đóng hàng anh Tuấn ạ. Hôm nay phải đóng hàng cho nên ngồi xa nhau. Vâng ạ, khi cô chú anh chị nhận được hàng thì nó sẽ như thế này. Và cô chú anh chị nhà mình chỉ được bóc cái lớp này ra thôi nhé. Mình bóc ra thì mình sẽ nhìn thấy cái chai, cái hộp nó như thế này, là mình nhận giúp Hằng nhé. Đó, và mình sẽ không được bóc tem sản phẩm và mình cũng không được dùng thử. Bởi vì shipper họ chỉ có nhiệm vụ là đi giao hàng thôi, nhưng họ không có nhiệm vụ ngồi chờ cô chú anh chị nhà mình thử hàng. Và bởi vì cái sản phẩm này nó cũng không thể thử được. Nó không thử được nhé cô chú anh chị nhà mình. Bởi vì nếu thử, cô chú anh chị nhà mình thử trải các thứ nó mất khoảng nửa tiếng. Mà shipper họ chỉ có nhiệm vụ là mang hàng đến cho mình thôi. Và mình có thể nhận giúp Hằng. Và nếu như trong quá trình sử dụng, nếu cô chú anh chị gặp bất kỳ vấn đề gì, mình có thể gọi lên cái số điện thoại ở trên đơn hàng này nhé. Mình có thể gọi vào số điện thoại trên đơn hàng này cô chú anh chị nhà mình nhé. Mình có thể gọi điện thoại vào hai số điện thoại trên đơn hàng ở đây ạ. Hằng có để hai số để ví dụ như mà Hằng mà không nghe được thì Hà sẽ nghe. Đó. Và cô chú anh chị nhà mình nhé, 320.000 một chai. Mình được kiểm tra hàng, nhận được hàng, kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán. Nhưng mình sẽ không được bóc sản phẩm cô chú anh chị nhà mình nhé. 320.000 một chai nhé. Chị Minh Nguyệt. Vâng, chị Minh Nguyệt ơi, 320.000 một chai chị nhé. Bây giờ em sẽ sang một sản phẩm khác nhé. Em sẽ sang một sản phẩm khác để không làm mất thời gian của cô chú anh chị nhà mình nhé.
chị Minh Nguyệt và tất cả những cô chú anh chị đặt hàng kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Vâng ạ, à, cô chú anh chị nhà mình mùa này, vâng, mùa này mình có hay bị rụng tóc không ạ? Mùa này mình có hay bị rụng tóc không? Mùa này mình có hay đi biển không ạ? Nếu như cô chú anh chị nào mà đi biển nhé, hay đi biển, mới đi biển, mới đi du lịch về mà da bị cháy nắng, hoặc là những cô chú anh chị mà bị mụn lưng này, bị viêm nang lông này, thì em này nhá, Hằng có một cái sản phẩm cho cô chú anh chị nhà mình nhả nắng rất là tốt luôn. Sản phẩm này có tên gọi là sữa tắm men rượu sake. Sữa tắm sake nhà Hằng thì có dung tích là 290g và giá của nó là 295.000. Em này thì gọi là sữa tắm, đúng là nó vô cùng thơm luôn. Đúng tên nó đúng thật là sữa tắm với cô chú anh chị nhà mình nhé. Đây ạ, sữa tắm men rượu sake. Em này thì được lấy công thức và mua cái công thức từ Nhật Bản nhé. Men rượu sake mầm ở tại hầm ủ rượu tại Nhật Bản, công thức bí truyền của Nhật Bản nhé. Đó, và em này giúp nhả nắng rất tốt nếu như cô chú anh chị nào đang bị viêm nang lông này. Đó, và đang bị mụn lưng hoặc là bị sỏi, trẻ em bị sỏi này, hoặc cô chú anh chị nhà mình đi biển về mà bị cháy nắng da ấy, thì em này nó nhả nắng rất là tốt nhé. Em này nó nhả nắng rất là tốt luôn. Giá của nó ấy, nó không những là vừa nhả nắng rất là tốt nhé, nó còn giúp dưỡng da và làm sáng da cho cô chú anh chị nhà mình rất là nhanh. Nó giúp dưỡng da và sáng da. Em này thì có giá là 395.000. Cô chú anh chị nhà mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Chị Nguyễn Nga cho chị một hộp, một chai về địa chỉ cũ nhé. Chị Nguyễn Nga một chai sữa tắm ạ. Vâng, chị Nguyễn Nga một chai sữa tắm. Chị Hương Đỗ một chai sữa tắm, kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Hương Đỗ và chị Nga Nguyễn một chai sữa tắm, kiểm tra tin nhắn giúp em. Chị Huyền ơi, lấy cho em miếng nước chị Huyền ơi. Chị Huyền ơi, lấy cho em miếng nước chị Huyền yêu. Sữa tắm men rượu sake 295.000 cô chú anh chị nhà mình nhé. Sữa tắm men rượu sake là 295.000 và em miễn phí ship luôn nhé. 295.000 em miễn phí ship cô chú anh chị nhà mình nhé. Mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn. Và em sữa tắm men rượu sake có giá là 295.000. Và em này thì vừa giúp dưỡng da này, vừa giúp nhả nắng này, vừa giúp làm sáng da rất là nhanh. Em này thì tốt nhất là dành cho những cô chú anh chị nhà mình mà bị viêm mụn lưng này, viêm nang lông này, mà bị đi biển về mà bị cháy nắng ấy. Ngoài ra nó còn vừa dưỡng da vừa chống nắng nữa. Em này thì có giá là 295.000 và miễn phí ship cô chú anh chị nhà mình nhé. Em này thì dùng được cho trẻ em, mẹ bầu nha, mẹ bỉm dùng được hết luôn. Sản phẩm nhà em được chiết xuất từ thiên nhiên, được chiết xuất từ rất là nhiều các loại được chiết xuất từ thiên nhiên và giá của nó là 295.000 cô chú anh chị nhà mình nhé. Bà Huyền đi ngủ rồi. Cô chú anh chị nhà mình đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé cô chú anh chị nhà mình nhé. Đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn ạ. Vâng ạ, chị Nguyệt kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Nga Nguyễn là chị Hương Đỗ, chị Nguyễn Quỳnh nhé. Chị Nguyễn Quỳnh mới đặt ạ, chị Nguyễn Quỳnh, chị Nguyễn Vân. Chị Nguyễn Quỳnh và chị Nguyễn Vân kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Phạm Hải một chai sữa tắm, kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Sữa tắm men rượu sake. Sữa tắm men rượu sake giúp nhả nắng và giúp giảm tình trạng viêm nang lông, viêm mụn lưng hoặc là sỏi mà bình thường mà mùa hè chúng ta hay bị là cái con sỏi, hoặc là nóng quá trẻ em hay bị lên rôm lên sỏi á, thì tắm em sữa tắm này sẽ rất tốt nhé cô chú anh chị nhà mình nhé. Em này thì có giá là 295.000, hoàn toàn miễn phí ship. 295.000 hàng miễn phí ship cô chú anh chị nhà mình nhé. Đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. 0901917886 là có đơn. Cảm ơn cô chú anh chị nhà mình. Bây giờ Hằng sẽ sang sản phẩm tiếp theo nha. Chị Võ Thị Liên cho chị một chai sữa tắm nhé. Chị Võ Thị Liên kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Võ Thị Liên kiểm tra tin nhắn giúp em một chai sữa tắm nhé. Đây ạ, chị Liên ơi, sữa tắm nó như thế này chị nhé. Chị Võ Thị Liên một chai sữa tắm, kiểm tra tin nhắn giúp em. Tiếp theo là trên tay em đang cầm đó
chính là một em dầu gội ngăn ngừa rụng tóc ạ. Điểm mạnh của em dầu gội ngăn ngừa rụng tóc là giúp làm sạch gầu, ngăn ngừa rụng tóc là giúp giải độc cho tóc, ngăn ngừa rụng tóc, làm sạch gầu và giúp giảm gãy rụng gấp 5 lần dầu gội thông thường. Em này thì có giá là 250.000 một chai nhé. 250.000 một chai cô chú anh chị như mình nhé. Điểm mạnh của em dầu gội ngăn ngừa rụng tóc đó chính là ngăn ngừa rụng tóc, làm sạch gầu, giúp giảm gãy rụng, giúp kích thích mọc tóc gấp 5 lần dầu gội thông thường. Em này thì có giá là 250.000 một chai. Đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Chị Nguyễn Hoa cho chị một chai dầu gội ngăn ngừa rụng tóc về địa chỉ cũ. Vâng ạ, chị Nguyễn Hoa một chai kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Chị Nguyễn Hoa một chai ạ. Chị Thu Huyền một chai nhé. Chị Thu Huyền một chai dầu gội gửi về địa chỉ cũ. Vâng ạ, cảm ơn chị Huyền nhé. Cảm ơn chị Huyền ạ. 250.000 một chai, chị Huyền kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. 250.000 một chai, đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới hoặc gọi vào số máy 0901917886 là có đơn nhé. Dầu gội cô chú anh chị nhà mình khi nhận được dầu gội thì nó là cái hộp như thế này nhé. Nó sẽ là cái hộp như thế này, em đóng rất kỹ vào cái hộp như thế này. Và bên trên cái hộp hiện, bên trên cái hộp hàng nhà em thì nó sẽ có chữ là hotline nhà em này và tên địa tên sản phẩm nhà em ở trên này nhé. Cô chú anh chị nhà mình nhận được nó sẽ như thế này nhé. Đó. Cảm ơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Dầu gội ngăn ngừa rụng tóc đây ạ, nó sẽ nằm trong như thế này, nó sẽ ở trong cái hộp như thế này cô chú anh chị nhà mình nhé. Dầu gội thì hàng sẽ đóng vào cái hộp như thế này. Đó. Và những sản phẩm khác thì cô chú anh chị nhà mình sẽ đóng vào cái hộp nó như thế này nữa nhé. Đó. Nó sẽ nhận được những cái hộp nó như thế này ạ. Đóng hàng rất là xinh để cô chú anh chị nhận được hàng nó cũng phải là xinh đẹp. Dầu gội ngăn ngừa rụng tóc, cái điểm mạnh của nó là giúp ngăn ngừa rụng tóc, làm sạch gầu, giúp giảm gãy rụng và giúp kích thích mọc tóc gấp 5 lần dầu gội thông thường. Và nếu như cô chú anh chị nhà mình đang bị vấn đề rụng tóc này, đang bị rụng tóc cô chú anh chị nhà mình nhé, mình đang bị rụng tóc thì cô chú anh chị nhà mình có thể sử dụng sản phẩm này. Điểm mạnh của em này là giúp ngăn ngừa rụng tóc, làm sạch gầu, giúp giảm gãy rụng gấp 5 lần dầu gội thông thường. Giá của em này có giá là 250.000 một chai. 250.000 một chai, cô chú anh chị đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới là có đơn nhé. Cứ để lại số điện thoại bên dưới là y như rằng mình sẽ có đơn. Vâng ạ. Cảm ơn cô chú anh chị nhà mình nhé. Và trên mỗi sản phẩm nhà em á thì nó sẽ có một tem phiếu bảo hành trị giá là 10 triệu đồng. Cam kết sản phẩm nhà em không có trì, thủy ngân, axen và những chất cấm do Bộ Y tế quy định ở trong sản phẩm này nhé. 250.000 một chai anh Trần Thanh nhé. Anh Trần Thanh ơi, 250.000 một chai em miễn phí ship anh Thanh nhé. Anh Trần Thanh ơi, 250.000 em miễn phí ship ạ. Vâng. Có giảm gãy rụng không em? Dạ giảm gãy rụng anh Thanh nhé. Nó giảm gãy rụng và giảm sạch gầu, sạch ngứa rất là hiệu quả luôn ạ. Giảm gầu, sạch ngứa, ngăn ngừa rụng tóc, giúp kích thích mọc tóc gấp 5 lần dầu gội thông thường. Em này có giá là 250.000 một chai ạ. Các anh chị mình đặt hàng kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Vậy thì cho anh một chai gửi về địa chỉ số điện thoại. Dạ vâng, ok anh Thanh nhé. Anh Thanh ơi, ok em nhận được đơn hàng của anh nhé. Em nhận đơn của mình anh nhé. Anh Thanh kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Anh Thanh kiểm tra tin nhắn giúp em nhé anh Thanh nhé. Anh Thanh kiểm tra tin nhắn giúp em nhé. Quý cô chú anh chị đã đang để lại số điện thoại phía bên dưới kèm với món hàng mà cô chú anh chị đang cần nhé. Đặt hàng để lại số điện thoại kèm với món hàng mà quý cô chú anh chị đang cần, ví dụ như là dầu gội kèm số điện thoại, dầu gội kèm số điện thoại cả nhà nhé, là mình sẽ có đơn. Dầu gội ngăn ngừa rụng tóc chống tình trạng là rụng tóc này, hói đầu này và đặc biệt là ngăn ngừa ngứa, giảm gầu, sạch gầu, giảm ngứa. Giá là 250.000 cả nhà mình nhé. 250.000 một chai, nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại phía bên dưới kèm với từ dầu gội nhá. Dầu gội kèm với số điện thoại là mình sẽ có đơn ạ. Dầu gội kèm với số điện thoại cả nhà mình nhé. Dầu gội kèm với số điện thoại. Thanh Hà đang có chương trình ưu đãi mua một cặp thì giá giảm chỉ còn là 450.000 thôi, và 495.000 thôi. 495.000. 495.000 và cả nhà mình đang được có chương trình ưu đãi là miễn phí ship nha. Mình đặt hàng online là mình xin được miễn phí ship và nếu như cả nhà mình còn đặt hàng mặt một cặp thì cả nhà mình cũng sẽ được tặng thêm một cái lược massage cả nhà mình nhé. Đặt một cặp là mình sẽ được tặng một cái lược massage. Đặt cả một cặp mình sẽ tặng được massage. Đây là thành phần chủ yếu là đến từ được chiết xuất từ trái amla thực dưỡng số 1 được bình chọn tại Mỹ với khả năng chống oxy hóa rất là cao và đặc biệt
mà trở nên sẽ giúp cho mái tóc của mình trở nên chắc khỏe và cả bóng mượt và chắc khỏe hơn cả nhà mình nha. Đặt hàng để lại số điện thoại kèm với từ dầu gội giúp em nhà mình, đặt hàng kèm dầu gội kèm với số điện thoại giúp thanh hàng sinh hàng cả nhà mình nha. Đang có chương trình ưu đãi là mình mua một mình sẽ được tặng một nha. Mình mua một mình sẽ được tặng một cái lược massage đâu nhỉ, đây ạ. Mua một là mình sẽ được tặng một cái lược massage như thế này cả nhà mình nha, 320.000. Đó, một cái hộp khi mình nhận được hàng nó sẽ như thế này. Cái hộp này nó sẽ trong này. Và trên mỗi cái cách nhận diện cái hàng nhà Thanh Hằng, Thanh Hà cả nhà mình sẽ thấy là nó sẽ như này nhá. Bên ngoài nó sẽ như này. Và đặc biệt là đằng trên này nó cũng có luôn cả số điện thoại của nhà Thanh Hằng, Thanh Hà luôn. Nếu như cô chú anh chị nhà mình đặt hàng mà nhận được hàng mà không biết cách sử dụng hoặc là mình gặp vấn đề gì thì mình gọi điện thoại trên cái số điện thoại này cả nhà mình nhá. Mình gọi một trong hai cái số điện thoại này là được. Số điện thoại thứ nhất là 0901917886 và số điện thoại thứ hai là 0346256186 cả nhà mình nhá. Ở đây số điện thoại trên này. Đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại giúp Thanh Hằng, Thanh Hà nhá. Mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại giúp Thanh Hằng, Thanh Hà. Hằng Hà đang có chương trình ưu đãi này cả nhà mình ơi, đang có chương trình ưu đãi, nếu mà mình mua một cặp là mình sẽ được tặng nhá. Mình mua một cặp là mình sẽ được tặng cho anh một. Ok, anh ấy lên dầu gội phủ bạc cho mình đây. Dầu gội phủ bạc bên Hà thì đang có chương trình ưu đãi. Mua một chai là 320.000. Mua hai chai giá giảm chỉ còn là 300.000 một chai thôi. Và mua bốn chai giá giảm chỉ còn là 280.000 một chai cả nhà mình nhé. 280.000 một chai. 280.000 một chai nếu như cả nhà mình mua bốn chai cả nhà mình nhé. Nếu như mình mua bốn chai là mình sẽ có giá ưu đãi, đặc biệt ưu đãi luôn. Cả nhà mình đừng quên là chia sẻ tặng Thanh Hằng, Thanh Hà một chia sẻ nha cả nhà mình nhé. Đừng quên là chia sẻ giúp Thanh Hằng, Thanh Hà cái này nha. Sản phẩm dầu gội phủ bạc sẽ giúp cho mái tóc của mình trở nên đen bóng mềm mượt hơn sau 9 phút thôi. Sau 9 phút là mình sẽ đã có mái tóc đen bóng mềm mượt rồi mà không hại da đầu, không gây hại da đầu, không gây ngứa rát da đầu, không gây nóng rát da đầu. Chị Ngân Thúy một đầu gội phủ bạc ạ. Không gây nóng rát da đầu cả nhà mình nha, không gây nóng rát da đầu và đặc biệt là mùi rất là thơm luôn. Mùi thơm của cỏ cây hoa lá và cô chú anh chị nhà mình có thể sử dụng được luôn cho cả mẹ bầu và mẹ mình sữa sau sinh luôn cả nhà mình nha. Đặt hàng thì để lại số điện thoại giúp Thanh Hằng, Thanh Hà. Đặt hàng thì để lại số điện thoại giúp Thanh Hằng, Thanh Hà cả nhà mình nhé. 320.000 một chai. 320.000 một chai như thế này. Cách trải thì vô cùng đơn giản. Bây giờ Hà sẽ hướng dẫn sơ qua cả nhà mình cái cách trải nhé. Cái cách trải thì vô cùng đơn giản ạ. Mình chỉ cần là khi mình nhận được một cái chai về, nó sẽ là cái chai như này, một cái gói nó sẽ là gói như này. Trên này có luôn cả số điện thoại của Thanh Hằng, Thanh Hà luôn. Nên nếu như quý cô chú anh chị đây, Hà zoom gần cho cả nhà mình thấy này. Trên này nó sẽ có cái chai như này nhá. Và dòng và có cả số điện thoại hotline ở trên này, Zalo, Facebook, TikTok hoặc là cái gì cũng vậy, có trên này hết cả nhà mình nhé. Thông tin có hết trên này, cho nên cả nhà mình yên tâm. Nếu như lỡ nhà mình quên thì cả nhà mình gọi điện trực tiếp vào đây. Nếu như mình quên, mình sẽ gọi điện trực tiếp trên cái số điện thoại ở trên này. Và nếu như mình nhận hàng mà mình gặp vấn đề gì thì mình cũng gọi điện thoại vào cái số trên này giúp Thanh Hằng, Thanh Hà nha. Khi mình nhận về nó sẽ có đầy đủ như này, một cái bịch đầy đủ như này. Bên trong của nó thì là một cái chai như này. Chị không thấy ai gọi cả. Ủa sao chị không thấy ai gọi? Chị Ngân đang chưa nhận được hàng, kiểm tra lại. Ok chị nhé, để em kiểm tra lại đơn của mình nhé. Đó, sau đó là khi mình bóc cái chai, mình cắt móc cái này ra thì nó sẽ như này. Nó như này, nhưng mà ở trong cái chai này nó sẽ cái lược nó sẽ được tách rời ra như này cả nhà mình nhé. Nó sẽ được cái lược nó sẽ được tách rời ra như này. Đó. Nó sẽ được tách rời ra như này. Sau đó là mình gắn cái lược này vào giúp Thanh Hằng, Thanh Hà. Đó, mình gắn cái lược này vào giúp Thanh Hằng, Thanh Hà như thế này là đúng nha. Xít xin xịt khít kinh kịt như này là đúng cả nhà mình nha. Mình đừng gắn nó hờ hờ quá như thế này. Thì khi mình chải nó phải khít sát xuống, nếu nó hờ hờ như thế này, khi mình chải nó sẽ bị bật lên cả nhà mình nha, nó sẽ bị bật lên. Đó, sau khi mình nhấn cho nó chắc rồi đúng không ạ? Cả nhà mình nhấn thoải mái nha, nó không sợ nó gãy đâu ạ. Cái lược này nó rất là chắc chắn luôn. Đó, sau khi nó cái chỗ này vẫn chưa khít. Đó, nó khít như này. Nó khít như
mình sẽ cần chỉ cần là dốc ngược xuống lại, mình lắc lên cho nó thật đều. Mình lắc cho nó thật đều, sau đó là mình lấy cái này, lấy cái này đúng không ạ? Mình lấy ra. Mình lấy ra sau đó là mình luồn hai cái tay này vào và mình kéo xuống giúp Thanh Hằng Thanh Hà nha. Mình kéo xuống như thế này giúp Thanh Hằng Thanh Hà. Khi mà cái kéo như này thì cái gel ở dưới hai cái bên ống này nó sẽ được bơm lên. Nó sẽ được bơm lên và sau đó là mình chải trực tiếp lên tóc. Mình chải trực tiếp lên tóc cái phần tóc mà mình cần nhuộm. Cái phần tóc mà mình cần chải, ví dụ như là tóc vàng, ví dụ như là tóc trắng. Cái phần nào nó trắng thì mình chải vào giúp Thanh Hằng Thanh Hà. Nhưng lời khuyên của Thanh Hằng Thanh Hà đưa ra cho tất cả quý cô chú anh chị là lần đầu tiên mình nên chải từ đầu đến cuối để cho nó bảo vệ hết từ chân, từ gốc cho tới ngọn luôn. Bởi vì trong này nó có thành phần lá henla, quả amla sẽ giúp cho mái tóc của mình trở nên chắc khỏe và bóng mượt hơn. Hạn chế tình trạng là bị gãy rụng cả nhà mình nhé, hạn chế tình trạng bị gãy rụng. Và tuyệt đối là em này an toàn lành tính, không hề có chứa amoniac nên không bị sót và rát da đầu. Cam kết đảm bảo là không có hiện tượng sót và rát da đầu cả nhà mình nhé. Cam kết là sẽ không có hiện tượng đó. Đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại kèm với từ phủ bạc giúp Thanh Hằng Thanh Hà nhé. Đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại kèm với từ phủ bạc giúp Thanh Hằng Thanh Hà. Cả nhà mình đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại kèm với từ phủ bạc giúp Thanh Hằng Thanh Hà. Sau khi cả nhà mình trải xong rồi đúng không ạ? Sau khi mình trải xong rồi thì mình làm ơn gắn cái chốt này vào lại vị trí cũ giúp Thanh Hằng Thanh Hà nha. Gắn lại vị trí cũ giúp Thanh Hằng Thanh Hà. Sau đó là mình rửa sạch cái vệ sinh, sạch cái lược đấy đi. Để lần sau mình trải nó không bị tắc nữa. Đó, để lần sau mình trải nó sẽ không bị tắc nữa cả nhà mình nha. Đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại kèm với từ phủ bạc nha. Mình đặt hàng bằng cách là để lại số điện thoại kèm với phủ bạc giúp Thanh Hằng Thanh Hà nha. Một gói, một cái này thì mình thà sẽ đóng vào cái này như thế này. Còn bắt đầu từ 2 hộp trở đi. Từ 2 hộp trở đi là bắt đầu mình sẽ được đóng vào cái hộp như này nha cả nhà mình nha. Đó, từ 2 hộp trở đi là nó sẽ vào cái hộp như này. Từ 2 hộp nó sẽ được có một cái đây. Còn nếu mà đây là gói một cái cả nhà mình nha. Đây là gói một cái. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại kèm với từ phủ bạc nha cả nhà mình nha. Đặt hàng phủ bạc kèm với số điện thoại giúp Thanh Hằng Thanh Hà nha cả nhà mình nha. Dầu gội phủ bạc với 30 này, không sót này, không phai này, không hại da đầu, rất là an toàn và lành tính đối với mái tóc người già, mẹ bầu, mẹ bỉm, sữa sau sinh đều có thể sử dụng được luôn cả nhà mình nha. Em không đi hát nữa à? Em vẫn đi hát bình thường nha. Ngoài cái thời gian mà đi hát, cái thời gian rảnh ở nhà đi hát thì Thanh Hằng Thanh Hà còn kinh doanh thêm mỹ phẩm. Nếu như cô chú anh chị nào mà thích sở những dòng sản phẩm đến từ thiên nhiên, an toàn lành tính cho sức khỏe của con người thì cả nhà mình có thể là để lại số điện thoại để bên Thanh Hằng Thanh Hà sẽ tư vấn miễn phí cho cả nhà mình nha. Thanh Hằng Thanh Hà sẽ tư vấn miễn phí kêu cho cả nhà mình. Cả nhà mình chỉ cần để lại số điện thoại phía bên dưới thôi ạ. Để lại thiếu số điện thoại phía bên dưới giúp Thanh Hằng Thanh Hà cả nhà mình nha. Dầu gội phủ bạc 30, không sót, không phai, không hại da đầu, rất là an toàn và lành tính đối với mái tóc người già, mẹ bầu, mẹ bỉm, sữa sau sinh. Đặt hàng vô cùng đơn giản, chỉ cần để lại số điện thoại kèm với từ phủ bạc. Dầu gội phủ bạc, số điện thoại kèm với từ dầu gội phủ bạc cả nhà mình nhé. Phủ bạc kèm với số điện thoại là mình sẽ có đơn ạ. Phủ bạc kèm số điện thoại cả nhà mình nhé. Phủ bạc kèm với số điện thoại. Cô nhận được hàng rồi, mùi thơm lắm, y như quảng cáo. Con cảm ơn cô Nguyễn Quế nhé, cô Nguyễn Hương nha. Sản phẩm này có thể sử dụng được cho cả mẹ bầu và mẹ bỉm sữa sau sinh luôn cả nhà mình nhé. Máy tự điện thoại với mình xem mình có ngõ hay sao chưa. 320.000 cả nhà mình nha, 320.000 một chai. Nếu như quý cô chú anh chị mua trên livestream thì Thanh Hằng Thanh Hà đang có chương trình ưu đãi là miễn phí ship toàn quốc nha. Hằng Hà sẽ miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý cô chú anh chị đặt hàng trên livestream trong ngày hôm nay. Mọi người có thể đặt hàng bằng hai cách. Cách thứ nhất là gọi điện thoại vào số 0901917886. Và cách thứ hai là mình sẽ để lại số điện thoại kèm với từ phủ bạc. Số điện thoại kèm phủ bạc cả nhà mình nhé. Số điện thoại kèm với phủ bạc là mình sẽ có đơn ạ. Số điện thoại kèm phủ bạc là mình sẽ có đơn nha. Dầu gội phủ bạc với 30 này. Để lên đây cho cả nhà mình nhìn rõ. 30, không sót, không phai, không hại da đầu, an toàn và lành tính đối với mái tóc người già, mẹ bầu, mẹ bỉm, sữa sau sinh đều có thể sử dụng. 120.000 một chai. Hai chai là 300.000.
nhà mình nhá. Đang đằng bằng với cái giá mà Thanh Hà đang đổ cho đại lý. Và đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại cả nhà mình nhá. Tóc chú bạc lắm, liệu có phủ không? Chú ơi, cái này con có cam kết cho mình nhá. Nếu như mà không bạc, phủ mà không trắng con sẽ trả lại tiền. Phủ mà không trắng con sẽ trả lại tiền cho cô chú anh chị nhà mình nhá. Nếu phủ không trắng, con sẽ trả lại tiền, cho nên cô chú anh chị yên tâm. Mỗi một sản phẩm thì Thanh Hà có gửi kèm thêm một tem phiếu bảo hành trị giá là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng dành tặng cho tất cả quý cô chú anh chị nào phát hiện ra dòng sản phẩm nhà Thanh Hà có chứa chất cấm của Bộ Y tế thì mình cũng sẽ được đền bù với trị giá là 10 triệu đồng đấy ạ. Phiếu cam kết và bảo hành trị giá 10 triệu đồng cả nhà mình nhá. Cam kết bảo hành trị giá 10 triệu đồng. Nếu như quý cô chú anh chị nhà mình phát hiện ra dòng sản phẩm nhà Thanh Hà có chứa chất cấm của Bộ Y tế thì mình sẽ được đền bù với trị giá là 10 triệu đồng cả nhà mình nhá. Sản phẩm này ở đâu sản xuất? Dạ, đây là dòng sản phẩm đến từ Việt Nam cả nhà mình nhá. Đây là dòng sản phẩm sản xuất đến từ Việt Nam. Em này thì được sản xuất tại Việt Nam nhưng mà được ứng dụng công, được một số thành phần được nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ. Đó là lá henna, quả amla, nấm linh chi, dầu sa chi cả nhà mình nhá. Trái amla chứ, trái amla. Cái trái amla là cái trái me rừng đấy cả nhà mình ơi. Là cái trái me rừng đấy ạ. Một chai là 320.000, hai chai giá chỉ còn 300.000 và bốn chai giảm chỉ còn là 280.000. 280.000 cả nhà mình nghe. Và trong trên livestream ngày hôm nay, cả nhà mình sẽ được miễn phí ship toàn quốc nha cả nhà mình nhé. Trên livestream ngày hôm nay cả nhà mình sẽ được miễn phí ship toàn quốc với điều kiện là mình đặt hàng trên online, mình đặt hàng trên livestream cả nhà mình nhé. Số điện thoại kèm với từ phủ bạc ạ. Số điện thoại kèm phủ bạc cả nhà mình nhé. Số điện thoại kèm với từ phủ bạc là mình sẽ có đơn. Số điện thoại kèm phủ bạc nhé cả nhà mình nhá. Cho chú một chai. Ok, chú Lan, chú Huỳnh Thi nhá. Chú Huỳnh Thi lấy một chai này. Chú Đông Phương lấy một chai. Ok, chú Đông Phương nhá. Nhà mình Hà đã thấy nhảy số điện thoại rồi. Cả nhà mình kiểm tra giúp Hà. Chính xác số điện thoại phải có 10 số nhá. Hà đang thấy chú Huỳnh Thi đang thiếu một số điện thoại. Số điện thoại của chú Huỳnh Thi chỉ có 9 số thôi ạ. Không, đang thiếu nhá. Cô Ánh Tuyết cho cô một chai. Ok cô Ánh Tuyết nha. Cô Ánh Tuyết một chai này. Cô Bích Hạnh một chai. Ok cô Bích Hạnh nha. Ok cô Bích Hạnh một chai là 320.000 cô ạ. Có sử dụng được cho mẹ bầu hay không? Có được nha. Nếu mà đang mang bầu nên sử dụng dòng sản phẩm này. Nếu mà đang mang bầu thì nên sử dụng dòng sản phẩm này. Thứ nhất là em nó không có mùi hôi, mùi hắc của amoniac. Không có chất cấm của Bộ Y tế. An toàn cho mẹ bầu và mẹ bỉm sữa sau sinh. Cái thứ hai là thành phần của nó đến từ thảo dược nha. Thành phần của nó là đến từ thành phần thảo dược nên cô chú anh chị nhà mình yên tâm. Không hề gây kích ứng, không chứa amoniac, không gây sót và rát da đầu đâu ạ. Đảm bảo cam kết nếu như cả nhà mình mà trải về mua về trải mà không đen thì Thanh Hà sẽ trả lại tiền nha. Nếu như không đen, Hằng Hà sẽ trả lại tiền cho cả nhà mình. Nếu như không đen, Thanh Hà sẽ trả lại tiền cả nhà mình nha. Chỉ cần đặt hàng, chỉ cần để lại số điện thoại kèm với từ phủ bạc giúp Thanh Hà. Phủ bạc kèm số điện thoại cả nhà mình nhé. Phủ bạc kèm với số điện thoại. Chú Bùi Thanh cho chú một chai. Ok chú Bùi Thanh nha. Cô Nguyễn Hoa lấy một chai dầu gội phủ bạc gửi về địa chỉ cũ. Ok cô Nguyễn Hoa nha. Cô Nguyễn Hoa là một trong những khách hàng rất là thân thiết với Thanh Hà. Bởi vì cô mua rất là nhiều. Ngoài cô mua dùng tự dùng ra, cô còn mua tặng cho khách, cho người thân bạn bè. Bởi vì đây cô bảo đấy là dòng sản phẩm mà cô da của cô đầu rất là kích ứng, không thể dùng được bất cứ loại nào. Đó, nhưng mà khi mà nghe Thanh Hà nói mới đầu thì cũng rất là sợ. Bởi vì mua hàng trên mạng cô không được kiểm tra, cô không được đến tận nơi thì cô cũng hơi e ngại. Nhưng mà sau đó thì cô cứ đánh liều, cô mua một phát xong cuối cùng cô lại quá là ưng ý. Bởi vì sao ạ? Vừa có tem gửi, khi mà cô nhận được cái gói hàng về thì rất là uy tín luôn. Thứ nhất là trong cái gói hàng này thì nó có kèm theo một cái tem phiếu bảo hành trị giá 10 triệu đồng.
cô mới bảo là ôi sao xịn sò thế. Từ trước đến giờ mình chưa nhận được một cái gói hàng nào mà có kèm thêm một cái tem phiếu ở hành trị giá 10 triệu đồng hết ạ. Đó, trong bắt đầu là cô rất là cô mê từ cái giờ, cái giây phút mà cô nhận được cái tem phiếu bảo hành rồi. Đến cái giây phút tiếp theo là khi mà cô trải ra thì đúng thật là nó không sót thật. Và của mùi của nó rất là hôi. Cho nên cô lại càng mê luôn. Cô càng mê, cô lại rất là thơm. Mùi lại cực kỳ thơm luôn, mùi cỏ cây hoa lá. Và đặc biệt là có một điều đặc biệt là gọi lần thứ nhất nó không ra màu luôn cả nhà mình nhá. Tức là cái lần thứ nhất nó cũng không bị phai màu luôn. Còn nếu như mình đi nhuộm ở ngoài tiệm ý, lần thứ nhất mình gội đầu thì nó màu da đen thui luôn đúng không ạ? Nó ra luôn cả cái dầu gội đầu của mình luôn ý. Còn đối với dòng sản phẩm này thì không hề ra luôn. Đó, cho nên là cô rất là ưng. Và khi mà cô dùng sử dụng cô ưng quá rồi. Cho nên là cô đã mua rất nhiều. Và cô giới thiệu cho Thanh Hà rất là nhiều khách luôn. Đó, vâng, thay mặt Thanh Hà xin cảm ơn cô Hoa nha. Còn cảm ơn cô Hoa rất rất là nhiều. Và cô chú anh chị ơi, nếu như nhà mình á mua một chai thì giá là 320 ngàn. Nhưng nếu mua 2 chai giá giảm chỉ còn là 300 ngàn một chai thôi. Mua 4 chai giá giảm nữa chỉ còn là 280 ngàn một chai. Rồi 280 ngàn mình cũng vẫn sẽ được kèm theo một tem phiếu bảo hành trị giá 10 triệu đồng nha. 10 triệu đồng cho một dòng sản phẩm nha. Xịt thôi, nách đi em. Ok, chờ em một tí xíu nhé. Chờ em một tí xíu, em lên lốt con này. Đấy, phải kiểm tra xem đóng gói, đóng gói là phải chắc chắn như thế này mình gửi đi cả nhà mình nhé. Đóng gói là phải chắc chắn như thế này mình gửi đi. Cả nhà mình nhận được hàng là bắt buộc phải có tem phiếu bảo hành cả nhà mình nhé. Tem phiếu bảo hành đây là cái quyền lợi của cả nhà mình có thể nhận được nha. Quyền lợi có thể nhận được bởi vì đây, bởi vì hiện tại trên thị trường thì có rất là nhiều hàng giả và hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nếu như cả nhà mình đặt hàng á mà nhận được một cái dòng sản phẩm mà nó có luôn có cả giấy, có cả cái số điện thoại của nhà Thanh Hà như thế này. Đó, để kiểm tra chắc chắn nhất thì cả nhà mình có thể là ép cái Zalo của Thanh Hà về để kiểm tra giúp nhá. Trên này thì đều có luôn có hai số Zalo của Thanh Hà luôn. Đặt hàng để lại số điện thoại kèm với từ phù bạc cả nhà mình nhá. Phù bạc kèm với số điện thoại kèm với phù bạc. Mẹ chị đang ốm, liệu có sử dụng được không? Dạ chị ơi, cái dòng sản phẩm này nó không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình đâu ạ. Nó không có giống như các cái dòng sản phẩm trên thị trường là nó gây mùi hôi, mùi hắc đúng không ạ? Cái dòng này thì nó không hề gây mùi hôi, mùi hắc cả nhà mình nhé. Không hề gây mùi hôi, mùi hắc. Rồi Hà sẽ lên cho cả nhà mình một dòng sản phẩm, một con sản phẩm nữa, đó là con sản phẩm nhà Erotic nhà xịt thơm miệng, xịt khử mùi hôi, nách khô chân. Xịt khử mùi hôi, nách khô chân nhà Thanh ạ. Để Hà sẽ hạng này xuống. Xịt khử mùi hôi, nách khô chân cả nhà mình nha. Xịt khử mùi hôi, nách khô chân nhà Thanh Hằng. Thanh Hà đang có chương trình ưu đãi mua 1 và tặng 1 cả nhà mình nhé. Đang có chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1. Nếu như cô chú anh chị nào đang bị hôi, nách khô chân thì nhất định phải sử dụng em xịt Erotic nhà Thanh Hà. Thứ nhất là tiện lợi, thứ hai là đảm bảo vệ sinh, và thứ ba là tiết kiệm chi phí, thứ tư là mình được tặng 1 trong một cái chương trình ngày hôm nay. Mua hàng trong ngày hôm nay cả nhà mình sẽ được mua 1 và tặng 1. Thứ nhất là mình mua 1 xịt Erotic như thế này có dung tích là 20ml. Sử dụng vô cùng tiết kiệm bởi vì và đặc biệt là nó không gây ố áo này, không bị vàng lông nách và không gây ố áo ra, không bị làm thâm nách nhờ thành phần chiết xuất từ dưa leo. Nhờ thành phần chiết xuất từ dưa leo. Anh có bị hôi nách không? Anh có bị hôi nách không? Khách hàng mới gọi cả nhà mình ạ. Có bị hôi nách hôi chân hay không thì có nhà mình. Nếu như cô chú anh chị nhà mình đang bị hôi nách hôi chân thì cả nhà mình có thể là để lại số điện thoại phía bên dưới kèm với từ hôi nách Thanh Hà sẽ có người hỗ trợ tư vấn và chốt đơn cho cả nhà mình nha. Hôi nách hôi chân đang có chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1, mua 1 xịt khử mùi hôi nách hôi chân nhà mình sẽ được tặng một em xịt Erotic như thế này. Mình sẽ được tặng một xịt thơm miệng Erotic như thế này cả nhà mình nha. Cô chú anh chị nào đặc biệt là trong mùa hè này thì cái tuyến mồ hôi của mình nó sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn cả nhà nhé. Thời tiết oi bức sẽ làm cho cái cơ thể của mình tiết ra nhiều mồ hôi hơn, cái tuyến mồ hôi của mình hoạt động mạnh mẽ hơn. Nếu như cô chú anh chị nhà mình mà đang gặp vấn đề tình trạng bị hôi nách hôi chân mà chưa tìm được ra hướng giải quyết thì cả nhà mình có thể tham khảo cái dòng sản phẩm xịt khử mùi hôi nách hôi chân cho cả nhà mình nhé. Em này dạng xịt và đặc biệt là nó được thiết kế kiểu dạng hít chân không. Được thiết kế theo kiểu dạng hít chân không, tiết kiệm tối đa lượng nước ở trong này.
và được thiết kế giống như một chai nước hoa. Được thiết kế giống như một chai nước hoa luôn cả nhà mình ạ. Được thiết kế giống như một chai nước hoa luôn, cho nên là rất là tiết kiệm chi phí, rất là gọi là gì, cầm rất là sang tay luôn cả nhà mình nhé. Cầm rất là sang tay, mùi thì cực kỳ thơm, và em này nó không bị vàng lông và không bị ố áo luôn cả nhà mình nhé. Không bị vàng lông và không bị ố áo, mình có thể xịt trực tiếp lên áo luôn. Nhưng mà lời khuyên là mình nên xịt ở đằng trong nhé, mình nên xịt đằng trong, nó sẽ thơm hơn, nó sẽ kiềm được cái mồ hôi của mình luôn. Ngoài ra nó còn xịt được cả lòng bàn tay, nó còn được xịt cả trong lòng bàn tay để giúp kiềm lại cái mồ hôi của mình và kiềm mồ hôi nách, kiềm mồ hôi chân. Một cái này mình có thể xịt được ba nơi thay vì xịt được ba nơi thay vì là mình mua xịt khử mụn xịt mình mua lăn nách không ấy, thì chỉ lăn được phần nách thôi đúng không ạ? Không ai lấy lăn nách để mình lăn phần chân hoặc là mình lăn tay, nó rất là nhơ nhớp, nó rất là mất vệ sinh. Còn tuyệt đối với em này, còn đặc biệt đối với em này thì xịt được tất cả mọi khu vực trên cơ thể nhá. À không phải tất cả, xin lỗi mọi người. Xịt được tay, xịt được nách và xịt được lòng bàn chân, xịt được luôn cả nhà mình nhá. Giá là 385.000. Nếu như cả nhà mình mua trên livestream nhá. Nhà mình mà mua trên livestream cả nhà mình sẽ được tặng một cái xịt khử mùi xịt thơm miệng Eratic có trị giá là 175.000. Có trị giá là 175.000 cả nhà mình nhá, có trị giá là 175.000. Giá là 385.000, cả nhà mình mua trên livestream sẽ được giảm chỉ còn là 320.000 thôi. Được miễn phí ship toàn quốc và được tặng thêm một cái chai nước hoa, à chai xịt thơm miệng như thế này. Đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại kèm với từ xịt khử mùi. Xịt khử mùi kèm số điện thoại cả nhà mình nhé. Xịt khử mùi kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn. Xịt khử mùi kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn cả nhà mình nhé. Hoặc gọi điện thoại vào số 0901917886. 0901917886 cả nhà mình nhé. 0901917886. Xịt nhà Hà hiệu quả lắm. Em cảm ơn anh Hải Tuấn nha. Xịt nhà Hà cực kỳ hiệu quả luôn, chứ không phải hiệu quả lắm luôn. Cảm ơn anh Hải Tuấn. Anh Hải Tuấn cũng mua rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Rồi Hằng Hà sẽ lên một sản phẩm tiếp theo cho cả nhà mình, là dòng sản phẩm kem chống nắng nha. Kem chống nắng nhà em Hà. Em cảm ơn chị Bảo Bảo nha. Kem chống nắng nhà em Hà thì đây ạ. Kem chống nắng nhà em Hà thì đang có hai loại. Thứ nhất là kem chống nắng nhà La Cô. Dòng sản phẩm kem chống nắng này thì có cái độ, cái gọi là độ chống nắng rất là tốt luôn. Bảo vệ da mình lên tới 12 đến lên tới 8 giờ đồng hồ các chị nhé. Bảo vệ da của mình lên tới 8 giờ đồng hồ. Và đặc biệt là em này, em này không hề gây bị kích, không hề gây kích ứng da cả nhà nhé. Dùng rất là tuyệt vời luôn, không hề gây kích ứng da, giá vô cùng hạt rẻ luôn, giá cực kỳ sinh viên luôn cả nhà mình nhé. Em gần lại cho cả nhà mình nhìn, giá cực kỳ là sinh viên luôn. Em ngủ sao bây giờ? Đó, cái em này thì đặc biệt công dụng của nó là đặc biệt là em nó sẽ bảo vệ làn da của mình lên tới 8 giờ đồng hồ nha. Không hề bị bết dính, kiềm dầu, nâng tông nhẹ cả nhà nhân, nâng tông cực nhẹ luôn, kiềm dầu, chống nắng, nâng tông, kiềm dầu, giúp chống lão hóa, dưỡng da, bảo vệ da, lớp da mình khỏi tránh khỏi các tác nhân có hại của ánh nắng mặt trời chiếu xuống da, ánh sáng xanh của màn hình điện thoại làm hại da của mình. Đó, kem chống nắng nhà La Cô Lexuzy có giá là 299.000 nha. Kem chống nắng 299.000, độ bảo vệ lên tới 8 giờ đồng hồ nha. Cái độ bảo vệ của nó lên tới 8 giờ đồng hồ. Chỉ số chống nắng SPF là 45+ và PA lên tới 4+, cho nên cả nhà mình yên tâm sử dụng em này. Giá thì vô cùng hạt rẻ ạ. Và cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có giá là 299.000. Ok, chào Trần Hùng nha. Đó, cả nhà mình thấy không? Không hề bết dính này, không hề bết dính, và đặc biệt là em này nó còn dưỡng da luôn cả nhà mình nha. Hello chị 16 tuổi. Hello em Thành 18+ nha. Hello em Thành 18+. Đó. Còn một loại dòng tiếp theo nữa, đó là dòng sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc. Nếu như cô chú anh chị nào mà có làn da đang phiêu da, mỏng manh, dễ bị dị ứng thì xin giới thiệu cho cả nhà mình một dòng sản phẩm kem chống nắng được nhập khẩu từ Hàn Quốc nha. Nhập khẩu từ Hàn Quốc, chính ngạch từ Hàn Quốc, và Hà sẽ test trực tiếp lên cơ thể của mình cho cả nhà mình xem. Chất kem dạng đặc như thế này, vô thẩm thấu cực kỳ tốt. Ngoài ra em nó có thành phần từ pentanoid và tocopherol, sẽ giúp bảo vệ làn da cho chị em nhà mình tránh khỏi các tác nhân có hại của ánh nắng mặt trời, tránh tình trạng tăng hắc sắc tố do cả nhà mình điều trị. Do cả nhà mình đang điều trị nám sạm tàn nhang mà không bảo vệ da tốt thì rất dễ bị tăng hắc sắc tố nha. Đó,
Em này vừa dưỡng da vừa chống nắng vừa nâng tông, thay thế lớp nền trang điểm cho chị em mình, tạo cho mình chị em mình một cái lớp nền trang điểm cực kỳ mỏng nhẹ và mịn màng luôn. Đàn ông cũng có thể sử dụng được luôn. Thành Nguyễn là một trong những khách hàng cực kỳ gọi là trung thành nhà Thanh Hằng Thanh Hà. Đã phải lòng em Simbi nhà Thanh Hằng Thanh Hà rồi cả nhà mình nhá. Kem chống nắng nha chị Hằng Hà tuyệt vời lắm nha mọi người. Cảm ơn anh Thành Nguyễn, cảm ơn anh Thành Nguyễn nha. Anh Thành Nguyễn là mới đầu là chỉ mua cho vợ dùng thôi, vợ dùng đẹp quá mua mình dùng luôn cả nhà, thấy không? Nó căng bóng nhẹ nhàng. Nó căng bóng nhẹ nhàng bởi vì trong cái này nó có thành phần của ngọc trai luôn. Nó có thành phần của ngọc trai luôn và nâng tông nhẹ nhàng cả nhà mình thấy không? Không hề bết dính mà không hề lộ vân kem luôn cả nhà mình thấy không? Không hề bết dính và không hề lộ vân kem luôn cả nhà mình nhá. Không bết dính mà không lộ vân kem. Tạo cho mình một cái lớp da mỏng mịn mịn màng và không hề lộ vân kem. Giá của em này là 640.000 nha cả nhà mình nha, 640.000. 640.000. Nếu như cô chú anh chị đặt hàng trên livestream ngày hôm nay, Hằng Hà sẽ có chương trình ưu đãi. Thứ nhất là giảm giá chỉ còn là 595.000. 595.000 cả nhà mình nha. 595.000. Và đặc biệt Hằng Hà cũng có chương trình ưu đãi luôn, đặt hàng trên livestream mình sẽ được miễn phí ship toàn quốc cả nhà mình nha. Miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý cô chú anh chị nhà mình. Kem chống nắng này cái chất của nó ở cái trên này là cái ánh sáng của thiết bị chiếu sáng, cho nên nó hơi trắng một tí xíu, chứ ở ngoài là nó màu hơi hồng hồng. Nó làm cho cái làn da của mình trở nên căng bóng và mịn màng hơn nhé. Hà ngồi gần lại cả nhà mình một chút xíu để cho cả nhà mình nhìn này. Sản phẩm này được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc cả nhà mình nhé. Đây là dòng sản phẩm nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc, có tem phiếu bảo hành trị giá lên tới 60 triệu đồng. 60 triệu đồng đâu nhỉ? Chờ xíu Hà tìm cái tại vì Hà mới chuyển xuống đây cho thành ra là cái thứ nó hơi lung tung. Phiếu bảo hành lên tới 60 triệu đồng cả nhà mình nhé. Đây là dòng sản phẩm nhập khẩu chính ngạch. Hôm nay rồi có trời mua 640, đúng rồi. Em mua hôm trước là 640, nó chưa có hạ giá. Mua hè này thì nó, nếu như em dùng phải dùng ngay hôm nay nữa, mua phải mua ngay hôm nay nữa. Bởi vì sao? Kem chống nắng cái mùa này là cực kỳ dễ lên giá luôn. Cực kỳ dễ lên giá luôn, cho nên cả nhà mình cái cách để mình phải mua luôn trong ngày hôm nay nha, mình phải mua luôn trong hôm nay đi. Để cho làm sao ạ? Nó giữ nguyên cái giá, bởi vì là mùa này kem chống nắng nó sẽ rất dễ bị lên giá ấy, cả nhà mình nhé. Đó, cả nhà mình thấy không? Kể cả bôi dày như thế nào nó cũng không hề bị, nó không hề bị bi bít, nó không hề, nó vẫn nó có cái lớp mỏng nhẹ cả nhỉ, căng bóng và mỏng nhẹ nha. 640.000 Hằng Hà giảm chỉ còn là 595.000. Thành Nguyễn ơi, hôm nay làm một chục nữa đi. Hôm nay làm một chục nữa đi cho nó căng bóng luôn đi. Vừa về tặng vợ, hai vợ chồng dùng dần. Thành Nguyễn là một trong những khách hàng nhà Thanh Hằng Thanh Hà mà mới đầu mua được, mua tặng vợ, mua sinh nhật tặng vợ, sau đó là thấy vợ dùng đẹp quá, thế là mua dùng luôn. Người ta có vợ rồi nha, không phải bóng đâu cả nhà mình nhá. Đàn ông đàn bà dùng kem chống nắng được hết, chống nắng bảo vệ da, tránh khỏi các tác nhân có hại của làn da của mình nhá. 640.000. 640.000 kem chống nắng nhà Simbi được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc cả nhà mình nhá. Kem chống nắng nhà Simbi được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, chống nắng dưỡng da, nâng tông, bảo vệ da, tránh khỏi da, tránh giúp da tránh khỏi các tác nhân có hại của ánh nắng, ánh sáng mặt trời, ánh nắng và đặc biệt là các thiết bị chiếu sáng và thiết bị và ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tránh được các tia UVA, UVB và tia HEV nhé cả nhà mình nhé. Nếu cô chú anh chị nào mà đang sử dụng, đang ở trong quá trình phiu da, nhất định phải sử dụng em này, bởi vì trong cái này nó có thành phần từ pentanoid và tocopherol sẽ giúp cho làn da của mình tránh cái tình trạng là tăng hắc sắc tố. Cả nhà mình có để ý là ở Việt Nam mình, đặc biệt là những cái vùng nông thôn, một số cái vùng nông thôn ấy, là nếu như cả nhà mình điều trị nám không cẩn thận là nó sẽ bị nặng hơn, không ạ? Lý do là vì sao? Lý do là bởi vì là khi mình phiu da xong, khi mình lột tẩy da xong, tái tạo da xong thì cái lớp da của mình nó sẽ rất là mỏng và yếu. Cái lớp da của mình nó cực kỳ mỏng và yếu. Khi đó thì nó sẽ, mà cái khí hậu của Việt Nam mình của nay nó lại rất là nóng và nó rất là nóng và nó khắc nghiệt. Đó, cho nên nó làm cái cơ thể của mình, nhiệt độ ở trong cái cơ thể mình nó cũng sẽ nó làm cho cái hắc sắc tố melanin ở trong cái cơ thể của mình nó được đẩy mạnh lên và nó dễ bị tăng hắc sắc tố hơn. Mà nhất là chị em nào mà bịt bọc không cẩn thận, chống nắng không cẩn thận thì ối rồi ôi, nó còn nặng hơn cả cái lúc mình chữa trị luôn cả nhà mình nhé. Đó chính là cái nguyên nhân vì sao nếu như cô chú anh chị nhà mình đang ở trong cái quá trình, đang ở trong cái giai đoạn mà điều trị hoặc là chữa hoặc là gọi là nám sạm tàn nhang, thì mình nên kết hợp sử dụng với em kem chống nắng này.
Bởi vì đây là dòng sản phẩm nó có chứa phenanoid và tocopherol. Dòng sản phẩm trực tiếp nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ à từ Nhật à từ Hàn Quốc. Có thành phần có chứa thành phần phenanoid và tocopherol với chỉ số chống nắng lên tới 50, PA lên tới 4+. Đặc biệt trong này nó có luôn cả collagen để giúp dưỡng da nhé, để giúp dưỡng da này. Glycerin giúp dưỡng ẩm, nâng cơ. Phenanoid và tocopherol sẽ giúp phục hồi và làm dịu da hơn. Ngoài ra thì nó có cả cái ánh ngọc trai nhá, cho nên mình dùng cực kỳ thích luôn. Hôm nay lại mua à? Thôi bảo Lưu khuyến mãi cho em nha. Bảo Lưu khuyến mãi chứ được, bảo Lưu học chứ ai bảo Lưu khuyến mãi. Mai em có lấy sữa rửa mặt và dầu gội phủ bạc. Ok nha Thành Nguyên nha, ngày mai qua nha. Ngày mai qua thăm chị với cả lấy luôn nha. Đó cả nhà mình thấy không ạ? Độ căng bóng nhẹ nhàng mà không hề gây lố quá đúng không cả nhà mình? Không hề gây lố quá, không cái mặt với cái cổ Hà, cái mặt của Hà với cái cổ Hà là Hà không hề, cái cổ Hà là Hà không hề đánh. Nhưng mà cái này nó nâng tông nhẹ nhàng lên, cực kỳ tự nhiên luôn cả nhà nhá. Cực kỳ tự nhiên nhưng mà vẫn tạo cho mình cái lớp nền căng bóng và mịn màng. Mình có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này để thay thế cái lớp nền trang điểm luôn. Xin giá sản phẩm và gửi cho một lọ luôn em nhé. Ok chị Trần Ngọc nha. Giá sản phẩm là 640.000. 640.000 trong ngày hôm nay. Nếu như chị Ngọc đặt hàng trong ngày hôm nay, em có hai cái chương trình ưu đãi. Thứ nhất, em sẽ miễn phí ship cho mình, và thứ hai là em sẽ giảm cho chị chỉ còn là 595.000 thôi, thay vì là 640.000 thì em giảm cho mình chỉ còn 595.000 thôi chị nhé, 595.000. Và chị sẽ được miễn phí ship toàn quốc, được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán. Được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán. Và em sẽ tặng cho mình thêm một cái phiếu bảo hành cam kết trị giá là 60 triệu đồng nha. Bảo hành cam kết trị giá là 60 triệu đồng cho cả nhà mình. Cho nên cả nhà mình yên tâm đặt hàng bằng cách, thứ nhất là mình để lại số điện thoại kèm với từ kem chống nắng. Số điện thoại kèm kem chống nắng cả nhà mình nhé. Số điện thoại kèm kem chống nắng. Anh đó cùng quê với chị à? Thành Nguyễn hả? Thành Nguyễn cách nhà chị bao nhiêu cây ta? Không phải cùng quê với chị nhưng mà gần quê với chị. Cách độ tầm khoảng 20 cây. Nhưng mà hai anh em chơi thân với nhau qua lại suốt à? Ok chị Trần Ngọc nha, mình gửi em có số điện thoại. Cô chú anh chị nhà mình yên tâm để lại số điện thoại là mình sẽ có đơn. Và cái thứ hai nữa là cả nhà mình sẽ không sợ bị mất đơn, bởi vì là khi cô chú anh chị nhà mình đặt hạ để lại số điện thoại ý, thì nó sẽ auto, nó sẽ được ẩn như cả nhà mình nhé, auto nó sẽ được ẩn, cho nên cả nhà mình yên tâm không bị mất đơn nữa, yên tâm là sẽ không bị mất đơn nha. Rồi bây giờ cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, bây giờ Hà sẽ tiếp tục đóng hàng nên phấn đi. Ok nha em nha. Ok vậy bây giờ em lên phấn cho cả nhà mình luôn. Đây là phấn này, đây là phấn này, khoe sẵn cho mọi người. Đây là phấn hàng này, đang chuẩn bị hàng để ngày mai này, đi chuyển đi này. Số kia là phủ bạc với cả kem dưỡng da, kem chống nắng các thứ. Còn cái này là, đây là phủ bạc đôi này, đây là phủ bạc đôi. Còn chỗ này là phấn nước này, phấn nước nó đã được bỏ sẵn vào đây rồi. Bỏ sẵn vào đây rồi, vào ngày mai nếu mà tí nữa Hà còn thời gian Hà sẽ đóng luôn. Còn nếu như không có thì ngày mai thì nhân viên đến sẽ đóng. Bởi vì thường buổi sáng thì thằng Hà sẽ có một chuyến đi. Thường buổi sáng Hà sẽ có chuyến hàng đi vào buổi sáng và sáng sớm. Cho nên là phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cái phần này. Kem chống nắng này của em dùng thích cực kỳ luôn. Ok, em cảm ơn chị, đúng rồi, cái dòng sản phẩm này. Nói chung là nó là giống như kiểu nó là một cái đẳng cấp khác của cái việc dùng kem chống nắng luôn. Nó là một đẳng cấp khác trong việc dùng kem chống nắng. Cả nhà mình thấy cái lớp jean nó để trên mặt không ạ? Cái lớp jean nó để trên mặt cực kỳ là căng bóng và mịn màng luôn. Rất là căng bóng và mịn màng luôn cả nhà mình nhé. Bạn 640.000. Nhưng hôm nay cả nhà mình đặt hàng trên livestream em giảm chỉ còn là 595.000 thôi nha. 595.000 một tuýp kem chống nắng sập nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc nha. Sản phẩm này có dùng được cho mẹ bầu không? Được nha chị nha, có kiểm dầu không? Dòng sản phẩm này thì nó kiểm dầu hơi kém một tí xíu. Nếu mà chị nào da dầu thì mình có thể dùng cái này và mình phủ một cái lớp phấn nhẹ nhàng lên thì nó sẽ giúp kiểm dầu tốt hơn. Còn bởi vì trong cái này nó có chứa thành phần glycerin sẽ nó sẽ giúp về cơ bản nó sẽ giúp là dưỡng da. Nó sẽ giúp dưỡng da nhiều hơn, cho nên chị nào mà da khô thì dùng em này cực kỳ tuyệt vời luôn. Nhưng mà da, bản chất da Hà cũng nhiều khách hàng nhà Hà da dầu vẫn có thể sử dụng được.
Vì sao ạ? Nếu mà mình bị da dầu thì mình dùng cái này, sau đó mình phủ nhẹ một cái lớp phấn cực mỏng thôi, cực kỳ đẹp, bởi vì nó giống như một cái lớp nền ấy ạ, nó giống như một cái lớp nền. Còn nếu như cô chú anh chị nào mà không thích, mình có thể để tự nhiên như thế này thì cái mặt của mình nó nhìn yêu lắm mọi người ạ, nhìn nó mướt mịn thấy cả nhà không? Nó cực kỳ là mướt mịn luôn cả nhà mình nhá. Cực kỳ là mướt mịn luôn. Kem chống nắng vừa chống nắng vừa dưỡng da vừa chống nắng cả nhà mình ạ. Đó, vừa dưỡng da vừa chống nắng luôn cả nhà mình nhá. Không hề bị lộ vân kem luôn cả nhà mình, thấy chưa? Không hề bị lộ vân kem và tạo cho mình một cái lớp nền căng bóng và mịn màng trắng hồng luôn cả nhà mình, thấy không? Trắng hồng luôn á. Đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại giúp Thanh Hà nha. Một sản phẩm tiếp theo, Hà sẽ lên cho cả nhà mình một sản phẩm tiếp theo nha. Một sản phẩm nữa thì Thanh Hà lên cho tất cả quý cô chú anh chị nhà mình. Đó là dòng sản phẩm phấn nước nhà Laco đang có chương trình ưu đãi. Mua một phấn nước hàng Hà sẽ tặng cho cả nhà mình một gói phấn nước nha. Da điều trị vẫn dùng được em. Nếu mà da em điều trị em phải da em đang điều trị thì em phải dùng cái loại này chứ không phải là được hay không, mà phải điều trị và mình phải dùng kem chống nắng. Da sau điều trị da cực kỳ yếu luôn. Giống như kiểu nó là một lớp sinh da non ấy, nó là da non ấy chứ không phải là như kiểu nó khi mà da em đang điều trị nó là da non. Em điều trị tới cái mức nào rồi em? Điều trị tới cái mức nào rồi chị? Em để ý tin nhắn bên chị sẽ có đội ngũ nhân viên hỗ trợ tư vấn cho mình một cách tốt nhất em nhé. Hỗ trợ đội ngũ nhân viên cho mình một cách tốt nhất. Bây giờ em sẽ lên phấn cho cả nhà mình nha. Bây giờ em đeo cái này vào để cho cả nhà mình dễ nhớ số điện thoại nha. Số điện thoại là 0901917886. Có cắn vào lưỡi bao giờ không? Sắp rồi, chuẩn bị cắn vào lưỡi rồi cả nhà mình ạ. Phấn nước dùng ok lắm. Dùng làm ghiền ok, phấn nước ok như cảm ơn Trần Thắm nha. Phấn nước này thì đỉnh lắm rồi. Giá rẻ nhưng mà lại dùng rất là chất lượng luôn. Chính vì thế mà tốc độ đi hàng của em này nó cũng hơi bị ác chiến đấy. Cả nhà mình đợi hàng xíu hoặc quay cái quạt ở dưới này, nó không có máy lạnh. Nó hơi nóng. Một con đường trắng trên nguyên một căn nhà. Phấn nước nhà Thanh Hà đây cả nhà mình nha, phấn nước. Đây ạ. Nếu như cô chú anh chị nào mà đang có vấn đề về nám sạm tàn nhang này, cô chú anh chị nhà mình đang có vấn đề về nám sạm tàn nhang mà muốn cải thiện một cách nhanh chóng nha, không cần qua điều trị, không cần gì hết đi, thì đây là cái giải pháp tuyệt vời cho cô chú anh chị nhà mình. Đây là dòng phấn nước che phủ tối đa, xóa mờ các vết nám sạm tàn nhang chỉ trong một tích tắc thôi, chứ không phải là trong 9 phút đâu ạ. Cái này là chỉ trong tích tắc thôi. Đó, chỉ trong tích tắc. Bây giờ Hà sẽ test luôn cái phấn này lên trên mặt của mình cho cả nhà mình thấy nha. Em phấn nước này thì Thanh Hà đang có chương trình ưu đãi là mua 1 tặng 1. Có chương trình ưu đãi là mua 1 tặng 1 cả nhà mình nhé. Mình sẽ... Rồi bây giờ Hà sẽ test trực tiếp này. Bây giờ mình test cái phấn này trước, sau đó mình sẽ nói về cái công dụng, nói về cái thành phần sau cả nhà mình nhé. Em cảm ơn anh Thanh Hoàng nha. Nay em đã có đôi tai chứ em lại có đôi sừng nhỉ? Nên cái này là đôi tai chưa ạ? Đó, bây giờ Hà sẽ test này. Trên mặt Hà đang là một cái hình trái tim. Cái này nó sẽ biểu tượng cho cái việc là nám sạm tàn nhang hoặc là cái khuyết điểm trên làn da của mình. Khuyết điểm trên làn da của mình nhé. Mình tưởng tượng như đây là nám sạm tàn nhang và khuyết điểm trên da của mình. Và liệu em này nó có thể hoàn thành cái nhiệm vụ của nó là che phủ toàn bộ cái lớp, những cái vết, những cái nám sạm và những cái gọi là cái... Đây là xíu chị này. Cái gọi là cái khuyết điểm trên mặt của Hà không? Thì bây giờ sẽ che trực tiếp cho cả nhà mình xem nha. Hà sẽ che trực tiếp cho cả nhà mình. Cái em sản phẩm phấn nước này thì nó có thành phần từ lô hội là cái cây nha đam đấy ạ. Nó sẽ giúp dưỡng da. Và đặc biệt là thành phần olisum sẽ giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân có hại của ánh nắng mặt trời. Ví dụ như là tia UVA, UVB và tia HEV. Bởi vì nó là cái thành phần kem, nó gọi là thành phần chống nắng olisum cả nhà mình nhé. Bây giờ Hà sẽ lần ra nha. Thiết kế thì đặc biệt này. Cái đầu bút của nó như thế này. Cái đầu bút của nó được thiết kế hình vát như thế này để ôm trọn những cái kẽ mũ như thế này cả nhà mình nhé. Được ôm trọn các cái kẽ mũ như thế này để và sử dụng một cách tiện lợi và thông minh luôn. Ngoài ra thì cái thiết kế màu vàng nổi trội như thế này và được tráng gương như tráng bạc như là tráng vàng như này nhé, rất là sang và xịn luôn.
rất là sang và xịn mịn. Và cầm cái hộp phấn nó cũng khá là đầm tay luôn cả nhà mình ạ. Độ che phủ bây giờ Hà sẽ test luôn, bởi vì nói mọi người cũng không hiểu được, nói mọi người cũng không có hình dung. Bởi vì nghĩa là trăm nghe không bằng một thấy, đúng không ạ? Hàng Hà dù có nói hay, nói nhiều, nói dài như thế nào, nếu như cô chú anh chị nhìn mà không thấy cái độ che phủ nó không tốt thì cả nhà mình cũng không tin, đúng không ạ? Nhưng hôm nay thì Hàng Hà sẽ che phủ trực tiếp lên trên mặt của mình nhá. Trông ngồi sệt này, hèn không cả nhà mình. Chấp nhận thôi, bởi vì đóng hàng cho cả nhà mình mà. Rồi bây giờ Hà sẽ chấm này. Mình chấm bằng cách đây là phấn nước cho nên không phải phấn khô, mà mình chấm nhẹ nhé. Mình dúi một cái xuống như này cho Hà. Đấy, mình nhấn một cái xuống. Sau đó là mình chấm này. Cả nhà mình hãy xem này, liệu nó có thể hoàn thành cái nhiệm vụ của nó là che phủ nám sạm tàn nhang và các khuyết điểm trên da mình không nha. Mình hãy tưởng tượng như đây là những cái vết khuyết điểm trên da mặt của mình. Ví dụ như là nám, ví dụ là sạm, ví dụ như là tàn nhang, hoặc là da không đều màu thì mình sẽ thấy nó như thế nào ạ? Mình sẽ thấy nó như thế nào ạ? Phấn nước nhà Laco nha, siêu che phủ và siêu căng bóng luôn cả nhà mình thấy không? Siêu che phủ và siêu căng bóng chỉ trong tích tắc thôi, chứ không phải chỉ trong mấy phút. Đẹp chưa cả nhà mình? Bóng chưa cả nhà mình? Và có tự nhiên không ạ? Bóng đẹp tự nhiên với thành phần dưỡng chất từ oleum chống nắng bảo vệ da. Ngoài ra các hạt vitamin sẽ giúp cho nuôi dưỡng cái làn da của mình căng bóng mịn màng, không hề bị ăn mặt luôn cả nhà mình nhé. Em phấn nước này đang có giá là 420.000. 420.000, nhưng mà hôm nay trên livestream Hàng Ngày sẽ tặng cho cả nhà mình một ưu đãi là miễn phí ship toàn quốc, và cái thứ hai là giảm chỉ còn 350.000 thôi ạ. 350.000 em phấn nước này cả nhà mình nhé. 350.000 cái em phấn nước này. Phấn nước này có đang có giá là 350.000. Một em phấn nước làm sao để cho nó ở trên này nhớ. Đó, phấn nước này 350.000 một em phấn nước này cả nhà mình nhé. 350.000 một em phấn nước này. Và đặc biệt là đây, khi cả nhà mình nhận về, trong này thì Hà sẽ tặng thêm cả nhà mình thêm một cái gói phấn như thế này nhé. Mình sẽ được tặng thêm một cái gói phấn như thế này, và mình cũng sẽ được tặng kèm thêm một cái tem phiếu bảo hành trị giá là 10 triệu đồng nhé. 10 triệu đồng và một gói phấn. Em này thì đằng bằng 1/3 cái gói phấn, bằng 1/3 cái hộp phấn này. Đó, cả nhà mình thấy không ạ? Trong này này, đặt hộp trong này, được bọc như này. Cả nhà mình thấy cái xanh xanh không ạ? Cái xanh xanh là cái tem phiếu bảo hành. Cái vàng vàng bên ngoài là cái gói phấn này nha. Mình sẽ được tặng kèm nha. Đó, đặt hàng để lại số điện thoại giúp Thanh Hằng Thanh Hà kèm với từ phấn nha cả nhà mình nha. Đặt hàng là phấn kèm với số điện thoại. Đang có chương trình ưu đãi nha, là giảm chỉ còn là 420.000, giảm chỉ còn là 350.000, và mình được tặng kèm thêm, mình sẽ được tặng kèm thêm một phấn nước, một gói phấn nước cả nhà mình nhé. Mình sẽ được tặng kèm thêm một gói phấn nước. Để lại số điện thoại giúp Thanh Hằng Thanh Hà nha. Mọi người ơi, em thực sự là em không biết đóng hàng luôn ấy, em đóng hàng chậm lắm luôn ấy. Bởi vì bình thường các bạn nhân viên sẽ đóng. Em cầm cái ấy có đâu có nổi đâu. Tay nó yếu mọi người. Tay nó yếu cầm đâu có nổi đâu. Phấn nước nhà Laco thì che phủ nám sạm tàn nhang nha, giúp cho làn da của mình trở nên căng bóng và mịn màng hơn. Chỉ trong tích tắc giải pháp tạm thời cho cô chú anh chị nào mà đang bị nám sạm tàn nhang và các khuyết điểm da không đều màu. Cho chị một phần nước nha. Ok nha. Ok chị Mai Anh. Đặt hàng là có số điện thoại là mình sẽ có đơn nha. Cô chú anh chị là mình đặt hàng sẽ có đơn nha. Đó, khi cả nhà mình nhận được về hàng nó sẽ là như thế này. Và trên một cái hộp hàng như thế này cả nhà mình sẽ có số điện thoại. Trên hộp hàng cả nhà mình sẽ có số điện thoại của Thanh Hằng Thanh Hà luôn. Nếu như có bất cứ vấn đề gì, mình sẽ gọi điện thoại trực tiếp vào có số này để mình đều sẽ được hỗ trợ cả nhà nhé. Gọi điện trực tiếp vào đây mình sẽ được hỗ trợ ạ. Dòng sản phẩm này mẹ bầu có sử dụng được không? Được nha anh nhé. Chị Lan Anh. Được nha, sử dụng cho mẹ bầu được luôn. Em bầu mấy tháng rồi? Bầu mấy tháng rồi, sắp đẻ chưa? Chúc mừng em nha. Chúc mừng em sắp lên chức. Được luôn nha, sản phẩm này dùng được cho cả mẹ bầu và mẹ bỉm sữa sau sinh luôn. An toàn lành tính bởi vì các hạt vitamin và thành phần đến từ thiên nhiên là chính. Không
không có hóa chất độc hại, không có chì không thủy ngân, không arsen cả nhà mình nha. Các em, các chị thấy em đóng hàng chậm không? Đóng hàng như thế này bảo là sao, nếu mà khách đông khách thì vỡ mồm luôn. Nhưng mà em có được cái là em có hai nhân viên, một nhân viên và hai đứa em, nếu mà đông nhiều khi đông quá thì bên em sẽ thanh hàng sẽ xuống hỗ trợ, còn không bình thường thì hai nhân viên sẽ đóng tự đóng. Chị em đóng hàng chậm lắm, tay em nó yếu không? Cầm cái cuộn băng dính, đây là cuộn băng dính này nó nhỏ, còn cái cuộn băng dính to đùng luôn á. Cái cuộn băng dính ấy, cái gốc của nó to đùng luôn, em đâu có cầm nổi đâu. Phấn nước nhà La Cô có giá là 320.000 nha, 320.000, đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại giúp Thanh Hằng. Tự nhiên buồn ngủ ngang xương này mọi người. Thấy không mở nổi mắt này. Không mở nổi mắt nhưng mà vẫn phải ngồi đóng hàng để ngày mai kịp cho chuyến nha. Dốc ngang một cõi mình mà cũng để hỏi. Sản phẩm này thích lắm chị nhận được rồi em nhé, gửi cho chị thêm một hộp nữa chị mua thẳng. Ok nhá, ok chị Lan Anh nhá. Đóng hàng quá kỹ luôn mọi người ạ, quá kỹ luôn thấy không. Trong mỗi ngày này, trong mỗi cái này mình sẽ được tặng thêm này, tặng kèm phấn nước trong này, mình sẽ được tặng kèm thêm một gói phấn và một cái tem phiếu nữa. Cho nên cả nhà mình yên tâm nha, đặt hàng để lại số điện thoại giúp Thanh Hà nha. Đặt hàng để lại số điện thoại giúp Thanh Hằng. Tự nhiên em buồn ngủ ngang xương mọi người ơi. Nghĩa bây giờ đi ngủ. Rồi cảm ơn cả nhà mình nha. Đặt hàng để lại số điện thoại giúp Thanh Hằng. Bây giờ thì tạm thời Thanh Hằng tắt like nha. Tự nhiên buồn ngủ ngang xương đây này. Đi kiếm cái gì cà phê uống quá. Tự nhiên buồn ngủ. Mắt không mở nổi luôn này. Xin chào mọi người nha.